Cái thế đế tôn trương 3074, ma tổ chi nhãn. Ma khung con người đều ở trợn trừng, hắn chính là ma tổ hậu duệ tuy rằng không phải trực tiếp nhất huyết thống truyền thừa. Nhưng là ma khung ở ma tổ một mạch bên trong, vậy cũng là cường giả đỉnh cao. Ma tổ một mạch ở dị vực là thế lực kinh khủng nhất gia tộc, giống như là cửu tuyệt thiên vũ trụ sơn ma tổ nhưng là dị vực mạnh nhất tổ vương bộ tộc này trong năm tháng chìm nổi trên căn bản đời đời đều đi ra vô địch giả ma khung nguyên thần trình độ đỉnh phong tạo cực mi tâm của hắn quả thực ẩn núp một mảnh đại dương màu đen khủng bố nguyên thần chi khí ở lan tràn lệnh một ít vô địch giả nguyên thần đều mơ hồ bắt đầu run rẩy ma khung giận dữ hắn nắm giữ hỏa đạo cùng lực chi đại đạo nhưng là ma khung căn bản không tin tưởng đạo lăng nguyên thần còn sẽ như vậy không hợp thói thường bằng không hắn chính là thiên tôn những người này các đại lĩnh vực xưng tôn không có địch thủ nhưng là ma khung không tin đế lộ chiến đi ra bực này cái thế nhân kiệt trong con mắt hắn sát quang liệt thiên thật sự nổi giận là có chút hung hiểm đạo lăng tự lẩm bẩm ha 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 mà khung cười ha ha, người sức lực chạy đi đâu, không phải muốn khiêu chiến hai vị sao, hiện tại vì cái gì sợ. Không dám, mà khung nguyên thần khí tức càng khủng bố, gần mãnh liệt mà ra, vồ giết về phía đạo lăng, khu vực này đều hóa thành màu đen nhánh, như là màu đen kỷ nguyên đến. Mãnh liệt tuyệt thế nguyên thần khí tức cuồn cuộn trên trời dưới đất. Các cường giả ra xương phát lạnh, mà khung nguyên thần trình độ quá kinh thế lệnh trong biển ý thức của bọn họ nguyên thần đều đang run rẩy. Có chút nguy hiểm, tự nhiên phải có giá cao trị báo lại. Đạo lăng cười nhạt nói, ta xem không bằng như vậy. Lấy ra bốn viên tinh không đạo chủng, hai vị cùng tiến lên, làm sao? Người quả thực là gan to bằng trời. Ma khung gào thét đứng dậy, mi tâm mở một cái đen thui thiên mục lan tràn ra tia chớp màu đen xé rách càn khôn hơi thở của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục nương theo tàn lãnh sát khí hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật dám mở miệng khiêu chiến hai người bọn họ vị cửu đầu xa cũng không nhịn được đây là vô cùng nhục nhã hắn chín viên đầu lâu tỏa ra thương cổ cự long khí tức mơ hồ muốn đan sen vào nhau hóa thành một cái thiên địa sát cục đem đạo lăng cắn giết ở bên trong ta ngược lại thật ra không có một chút nào ý kiến dị vực ba vị đại nhân vật trực tiếp mở miệng để đế thành tu sĩ đều biến sắc dồn dập hô hoán đại trưởng lão không thể như vậy một bước tiếp một bước tiếp tục giết mới là ổn thỏa nhất phương pháp đại trưởng lão không để ý đến người xung quanh trực tiếp gật đầu đáp ứng bởi vì hắn rõ ràng ma thiên giác khẳng định mau tới Ai biết sau một khắc sẽ phát sinh biến cố gì, hiện tại có thể giết nhiều một cái liền giết nhiều một cái. Không chém giết một cái, đều là đối với dị vực vô địch gốc gác hao tổn. Lại muốn khiêu chiến hai vị dị vực vô địch giả. Lẽ nào hắn muốn noi theo đạo chủ, giết dị vực bá chủ như là giết gà giống nhau sao? Đừng mò mẫm dị vực bá chủ cùng vô địch giả há có thể là cùng một cấp bậc người này sự đáng sợ sâu không lường được hắn nếu dám mở miệng khẳng định có niềm tin nhưng là dị vực vô địch giả cũng không phải ăn cơm khô mà khung mạnh mẽ vô dung hoài nghi nghe đồn hắn có thể phát động thế tiến công trọng thương đỉnh cao nhất cường giả nguyên thần ở nguyên thần lĩnh vực trên có thể nói đỉnh phong tạo cực trận chiến này náo động quá lớn toàn bộ vũ trụ Sơn đều đang chăm chú lần này giao chiến, liên tiếp năm chàng, đế lộ chiến toàn bộ thắng được, làm cho cả cửu tuyệt thiên đều sôi trào. Không nói được cường giả thông qua thời không hình ảnh quan sát lần này giao chiến. Ha ha ha, mà khung cùng cửu đầu xa cười lớn, hai người bọn họ vị một khi liên thủ, chiến lực mạnh mẽ vô cùng mặc dù là đối mặt đỉnh cao nhất cường giả, coi như là thắng không được, đối phương cũng tuyệt đối không thể chấn giết bọn họ. Huống hồ bọn họ không cho là đạo lăng cường hãn đến mức độ này. Mà không có 10 phần tự tin đem đạo lăng chém giết. Lần này dị vực đại nhân vật phi thường điều động, lấy ra tổ vương trường y, tổ vương bóng mở lại một lần nữa hiện ra. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra tổ vương bóng mở khí tức có chút hư nhược rồi, rất rõ ràng tiêu hao rất lớn. Hiện tại thái cổ tàn vực bên trong, còn trôi nổi bốn viên tinh không đạo chủng. Đạo lăng được dòng dã năm viên, trận chiến này nếu là thắng, vậy coi như là chín viên tinh không đạo chủng rơi vào đạo lăng trong túi tiền. Vùng thế giới này đều mơ hồ đang run rẩy trận chiến này còn chưa có bắt đầu ba đại cường giả đã là thức tỉnh ngập trời chiến ý quét ngang trên trời dưới đất mà khung ta nhốt lại thể xác của hắn cửu đầu sa tàn lãnh mở miệng người này thân thể xưng tôn nhưng là ta chắc chắn nhốt lại cơ thể hắn đến thời điểm ngươi lấy nguyên thần trực tiếp cường sát người này ta chính có ý đó Mà khung lạnh lẽo mở miệng, người ta trực tiếp triển khai mạnh mẽ tấn công nhất thế, chỉ cần có thể giết hắn, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều có ý nghĩa. Xem ra trận chiến này sau khi kết thúc, ta muốn tu dưỡng mấy năm. Cửu đầu xà khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, hắn chuẩn bị triển khai bí thuật cấm kỵ nhốt lại đạo lăng thể xác. Hai đại vô địch giả nếu là liên thủ đều không thể đánh gục đạo lăng, đây chính là vô cùng nhục nhã ầm ầm ầm, cửu đầu xà hình thể trong nháy mắt khủng bố vạn lần. Chín viên đầu rắn có thể so với cổ chi núi lớn, đàn dệt tuyệt thế hung khí, hơi thở của hắn hắn hung hãn, tàn lãnh vô cùng, như là một đầu vực ngoại tà ma dáng thế. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, xem bản tọa làm sao nhốt lại cơ thể ngươi. Chín viên đầu lâu liên tiếp gào thét, phun ra mãnh liệt trùm sáng, thời khắc này vòm trời đều hóa thành màu máu nơi này nằm ngang một mảnh vạn xà quật hung khí liệt thiên cửu đầu xà khí tức lại một lần nữa bốc cháy lên tổ huyết đều đang sôi trào gánh vác một cái thái cổ cửu đầu xà bóng mờ như là một tôn cửu đầu xà đại đế hàng thế khí tức nổ tung thương hải cửu đầu tỏa thiên hắn triệt để thức tỉnh chín viên đầu lâu ầm ầm vận truyền từng người phun trào khỏi sát khí đan sen vào nhau, hóa thành một mảnh mênh mông vạn kiếp sát trận đồ. Này chính là cửu đầu xà bộ tộc tuyệt học mạnh nhất cửu đầu tỏa thiên một khi thức tỉnh. Càn khôn vạn vật đều bị niêm phong lại, nơi này hóa thành một cái địa ngục, chín cái ma long thân thể quét ngang toàn trường. Nhìn như nhẹ chậm sức mạnh, kỳ thực như vạn tầng vũ trụ trấn áp mà đến đạo lăng thân thể đều rung động đứng dậy cửu đầu xà khí tức trong lúc nhất thời khủng bố kinh người thậm chí khu vực này dựng lên vô cùng vô tận thiên xa tàn ảnh đạo lăng tứ chi đều bị trói trụ đây là một loại xé rách tất cả sức mạnh để đạo lăng thân thể đều có một loại bị xé thành hai đoạn xu thế cửu đầu tỏa thiên một khi bố trí xuống đi khóa lại chư thiên vạn vật đây là một loại không thấy rõ đoán không ra sức mạnh, tự hồ bắt nguồn từ đại vũ trụ cái thế thần lực, đạo lăng toàn bộ thể xác dường như vạn châm tề đâm, muốn triệt để xé rách hắn. Không được, bị nhốt rồi, hắn trí cường bảo thể, đều đang chảy máu, cửu đầu tỏa thiên mạnh như thế nào? Đế thành cường giả kinh hãi đến biến sắc, cửu đầu xà rất khủng bố. Vận chuyển mạnh mẽ tấn công nhất phạt đại thuật, đem đạo lăng thân thể đều xé thương thậm chí cửu đầu xà vẫn là thứ yếu, mà khung khí tức mới là đáng sợ. Đầu của hắn đều hóa thành một chiếc mắt nằm dọc, mà tổ chi nhãn, đánh giết vạn địch. Này đen thui nhãn cầu tỏa ra khủng bố ô quang, đạo lăng đều biến xác Nguyên thần của hắn đều phải bị trực tiếp xuyên thủng, nếu là nguyên thần giao chiến, đạo lăng nguyên thần nhất định sẽ tao ngộ tính chất hủy diệt đà kích. Này cửu đầu xà quả thực thật sự có tài đạo lăng lấy chư thiên thập đạo thể thúc đẩy mảnh này cửu đầu xà luyện ngục, chỉ có điều này luyện ngục trí cường uy năng phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng trong lúc nhất thời rất khó triệt để lật tung. Ha ha ha, để mạng lại đi, ngươi trốn không ra. Ma khung ở giống to, ma tổ chi nhãn càng mãnh liệt tuyệt thế. Từng sợi từng sợi diệt thế ô quang vương vãi xuống, để đạo lăng mi tâm đều đang chảy máu. Đều cút cho ta đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sát quang ngập trời. Hắn vụt lên từ mặt đất, thân hóa một khẩu cái thế côn bằng, trí cường trí bá sức mạnh quét ngang cửu thiên thập địa, đem chín con xiềng xích sát trận đồ trực tiếp chém thành hai đoạn. Chương 3075, đạo chủ trở về. Côn bằng chi lực là côn bằng chi lực, là đạo chủ, đạo chủ trở về, là đạo chủ. Đại dương màu đen nhấn chìm vũ trụ tinh không, ép sụp cửu long tỏa thiên. Chí cường sức mạnh bay lên không vận chuyển, quấn quanh khủng bố như vậy đạo ngân, muốn đem đế lộ chiến đều đánh vỡ. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sức mạnh, đạo lăng hống động vũ trụ non sông? đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, này cái thế côn bằng vận chuyển thời khắc, ép sụp tất cả, mạnh như cửu đầu xà đều bị triệt để xé thành phấn vụn. Thời khắc này trong thiên địa tiếng ồn ào ngập trời. Đếm không hết cường giả kích động như điên, đều phát ra tiếng gào thét, là đạo chủ, đạo chủ trở về. Đạo chủ trở về, ha 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 ha, quả thật là đạo chủ toàn bộ cửu tuyệt thiên đều bùng nổ ra ngập trời động đất vô tận cường giả trợn mắt ngoác mồm biến mất rồi đầy đủ năm năm bị cổ thiên đình chuẩn đế trục xuất đạo lăng thời khắc này hắn trở về hung hăng lên đài đã đánh gục dị vực năm đại vô địch già đây là cỡ nào phong độ tuyệt thế điều này làm cho bọn họ run như cầy sấy tê cả da đầu tâm tình càng là vô cùng kích động đạo chủ trở về đại thế không thể đỡ rất nhiều người cảm giác được nghe thở, đạo chủ không chỉ có trở về. Sức chiến đấu của hắn cũng tăng nhanh như gió, đỉnh phong tạo cực liên tiếp đánh gục năm đại vô địch giả, người thứ sáu cũng tràn ngập nguy cơ. Đạo chủ, còn chưa có chết. Tiên hỏa giới cường giả nổi giận đùng đùng, phần tiên đều chết trận, nhưng là đạo chủ lại vẫn không có chết đi, hắn không chỉ có không chết, thậm chí kinh khủng hơn. Nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới triệt đề vô địch đây là một hồi đáng sợ biến cục dây dưa quá to lớn để chư giáo sợ mất mật ai cũng muốn biết đạo lăng những năm nay từng trải cái gì hắn làm sao sẽ lột xác kinh người như vậy hư thiên nhi đều trố mắt ngoác mồm nàng cũng suy đoán thân phận của người này chân chính biết được thời điểm ngốc tiết xuống hắn chính là đạo chủ Màu đen xương mù cuốn lấy lên ngập trời sát quang, đếm không hết dị vực cường giả nổi giận, năm đó một trận chiến, đạo chủ liên tiếp giết đi dị vực bá chủ. Đó là một hồi sỉ nhục. Trận chiến này mới vừa bắt đầu, dị vực cái thứ nhất muốn chém đi chính là đạo chủ, ban đầu nghe nói hắn chết đi một ít vô địch giả còn thở dài. Nhưng là hiện tại hắn đã chém xuống năm đại vô địch giả. Vô Liêm Sỉ dị vực ba tôn đại nhân vật đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra nếu là biết người này là đạo lăng làm sao có khả năng sẽ làm hắn từ sau hướng về trước một cái tiếp một cái tiếp tục giết không trách đại trưởng lão cố ý để hắn tham chiến hóa ra là đạo chủ đế lộ chiến nguyên cư dân đều sững sờ đại trưởng lão chỉ là cười cợt, đối với đạo lăng đột nhiên trở về, hắn cũng phi thường bất ngờ, mấy năm qua khẳng định từng trải rất nhiều chuyện, bằng không không sẽ mạnh mẽ như thế. Thời khắc này chiến đài đều đổ nát, đạo lăng gánh vác thái cổ côn bằng mà cuồng, lực có thể thông thiên, dũng không thể đỡ. Cửu đầu xà bố trí luyện ngục trực tiếp nổ tung đạo lăng khí tức khủng bố như vậy, như là một mảnh nộ hải cuồng vọt lên, mi tâm của hắn bên trong cũng tỏa ra lóa mắt áng vàng. ầm ầm chư thiên đại đạo cùng vang lên. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy tựa hồ hóa thành một tôn đại đạo chi tổ, màu vàng nguyên thần trong mắt bắn mạnh ra sát quang, hư không đạo thần này một môn đại thần thông ở hiện ra. Lệnh chư thiên đại đạo đều đi theo nổ vang thậm chí đạo lăng nguyên thần hai mắt triệt để bốc cháy lên đây là thiên đạo nhãn đang thức tỉnh mở đóng thời khắc một triệu dặm hư không đại đạo đều cộng hưởng theo thời khắc này đạo lăng nguyên thần mạnh mẽ không hợp thói thường cầm một khẩu bất hủ kiếm thai vận chuyển hư không hóa kiếm thuật muốn chém đi ma khung ánh mắt. hê hey hê hey, vô dụng ngươi không có tìm hiểu ra nguyên thần trí cường đại đạo ma khung nguyên thần lại một lần nữa bốc cháy lên. Nguyên thần của hắn khí tức quá khủng bố, thông thiên bên trên, trí cường khí tức lan tràn mà ra, ma tổ chi nhãn có thể nói hai đại vũ trụ chi hải bạo phát. Hư không hóa kiếm thuật căn bản không ngăn được ma tổ chi nhãn sức mạnh. Thậm chí đạo lăng hư không đạo thần đều đang vặn vẹo, muốn ở ma tổ chi nhãn bên dưới triệt để nứt toác không thể không nói ma khung độ mạnh nếu là nói riêng về nguyên thần so đấu đạo lăng đánh không lại ma khung nguyên thần giết người tí hon màu vàng ngửa mặt lên trời gào to đại đạo đều đi theo chập trùng hắn trong miệng trong nháy mắt phun trào khỏi vô tận hỏa diễm tiên hỏa vạn giới bị phun ra nhằm phía ma tổ chi nhãn thậm chí đạo lăng cơ thể cũng đang thức tỉnh khí huyết sôi trào thần dũng vô song hắn gánh vác này thái cổ côn bằng mà cuồng trong nháy mắt lao xuống hướng về ma khung thân thể cái gì cửu đầu xà ngươi tên rác rưởi này ma khung hoàn toàn biến sắc cửu đầu xà lại bị xóa bỏ không còn một mống điều này làm cho nguyên thần của hắn đều có chút bất ổn hắn lấy nguyên thần xưng tôn nhưng là thân thể căn bản không mạnh thậm chí đạo lăng nguyên thần phun ra tiên hỏa vạn giới để ma khung nguyên thần đều đang vặn vẹo ma tổ chi nhãn đều phải bị trực tiếp thiêu mù toàn bộ màu đen xương mù vắng lặng đáng sợ cửu đầu xà đã bị giết đi đạo lăng thể sắc quá bá tuyệt chớ nói chi là hắn bạo phát côn bằng chi lực đánh ma khung thân thể thủng trăm ngàn lỗ cũng bị nghiền thành một mảnh thịt nát chỉ có kỳ thần cũng không được đạo lăng lạnh nhạt mở miệng sau một khắc hắn càng bá tuyệt gánh vác côn bằng xí quét ngang đi tới đem ma khung đầu người trực tiếp cắt xuống a à, ma khung giống to nguyên thần của hắn vẫn còn bị tiên hỏa vạn giới chặn lại rồi thế nhưng thể xác của hắn nổ tung coi như là có thể sống sót trên căn bản biến thành một kẻ tàn phế cửu đầu xà ta không cam lòng Ma khung ở thôn hống nguyên thần của hắn xác thực phi thường kinh người đạo lăng lấy hư không đạo thần cũng không ngăn nổi chủ yếu là ma khung ngộ ra nguyên thần trí cường đại đạo thế nhưng rất đáng tiếc một loại lĩnh vực xưng tôn đạo lăng cũng giết không tha người tí hon màu vàng toàn thân quấn quanh tiên hỏa vạn giới trực tiếp giết tới đi cầm màu đen kiếm thai chém về phía ma khung đạo lăng nắm đấm lại một lần nữa dựng lên đến mênh mông đại vũ trụ đều bị đè ép trụ, hắn khí lực thông thiên, lấy lực chi đạo ngân quét ngang toàn bộ chiến đài, đem nơi này hóa thành hắn lĩnh vực. Xé tan, ma khung nguyên thần bị xé rách, bị hư không hóa kiếm thuật triệt để chém xuống. Cái thứ bảy, đạo lăng rơi vào trên chiến đài, cố nhiên có chút suy yếu, bất quá hắn quả thực như là cái đại ma vương đứng ở giữa sân, bể nghễ vạn vực. Đạo chủ vô địch. Toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên đều đang run rẩy, liên tiếp đánh gục bảy đại vô địch giả, này chính là nghịch thiên tráng cử, để bọn họ nỗi lòng kích động, mỗi một người đều hống lên. Đạo chủ trở về, đại thế không thể đỡ, dị vực vô địch giả giết không tha. Lần trước giết bá chủ giường như giết gà, lần này giết vô địch giả giường như cắt cỏ. Ta tựa hồ nhìn thấy đạo chủ một bước tiếp một bước giết tới đi, đem 13 vị vô địch giả toàn bộ giết đi kinh thế tráng cử, chắc chắn ghi vào ta giới lịch sử, truyền lưu vạn cổ. Vô tận thanh thế cuốn lấy cửu tuyệt thiên, nộ ép hướng về đế lộ chiến, đây là một loại sức mạnh niềm tin đang thức tỉnh, theo đạo lăng mà dũng. Ngươi, lên đài đi. Đạo lăng chỉ về người thứ tám, nói ra lời nói như ngàn tỷ tấn áp lực, bài sơn đảo hải nộ cuốn về người thứ tám, làm cho cả dị vực thế hệ tuổi trẻ đều sợ hãi lục đại vô địch giả hết mức tổn hại đây là cỡ nào nặng nề chờ một chút dị vực ba tôn đại nhân vật mặt âm trầm sắc hòa hoãn lại vào lúc này đại trưởng lão bọn họ đều cảm giác không đúng màu đen sương mù đang cuộn trào nứt ra một cái to lớn đường nối phần cuối khu vực có một cái bóng bước chậm mà đến cùng nhân tộc không khác thân mặc áo bào đen cơ thể óng ánh mơ hồ Thiên ở hắc ám, trên trời dưới đất ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Thời khắc này vô tận tu sĩ chán nổ vang, như bị sét đánh, trước mắt đen kịt một mảnh, tựa hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Coi như là đạo lăng thiên đạo nhãn đều phải bị vết cắt tâm thần của hắn lập tức chìm xuống, phi thường khủng bố, quả thực chính là một vị thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Thiên Tôn vẻ mặt lập tức nghiêm nghị đứng dậy, mà thiên giác kinh khủng hơn, quang hắn đáng sợ kia ý niệm cũng đủ để cho cường giả đỉnh cao thần phục. Chương 3076, khủng bố ý chí. Vòm trời âm trầm lại, vô tận tu sĩ trong ánh mắt thiên này đã biến thành màu đen, này màu đen phần quấy, lộ ra để bọn họ không cách nào nhìn thẳng khủng bố cái bóng đây là một loại để bọn họ sợ hãi gợn sóng, tựa hồ bọn họ trong cuộc sống chúa tể chìm nổi ở trong thiên địa, nhìn xuống bọn họ, khi bọn họ sợ mất mật. Đây là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào ý niệm lực lượng. Nam tử mặc áo đen này, quả thực là từ trong năm tháng đi ra, cúi nhìn non sông vạn vật bể nghễ trên trời dưới đất, hắn cũng không có quá mạnh mẽ khí tức. Nhưng là hắn tự thân tỏa ra gợn sóng đủ khiến các cường giả thần phục. Ma thiên giác rốt cục đến rồi. Ta giới truyền kỳ đến rồi, đủ để quét ngang toàn bộ đế lộ chiến. Giết tới toàn bộ đế lộ chiến không người dám to gan xưng tôn. Màu đen xương mù trong nháy mắt xít gào đứng dậy, không nói được dị vực cường giả kích động, vô địch giả đều không ngoại lệ. Ma thiên giác chính là dị vực đỉnh phong tạo cực cường giả, chính là nhân vật khủng bố nhất một trong. Ma thiên giác chính là ma tổ hậu duệ, cũng là ma tổ mạnh nhất hậu duệ. Đừng nói là dị vực thế hệ tuổi trẻ, coi như là đại nhân vật đều cảm giác được áp lực, ma thiên giác quá mức đáng sợ. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc xuống, người này phi thường cường hãn. Không nhìn ra chút nào sâu cạn, đây là một tôn tuyệt thế đại địch, thành tựu của tương lai sâu không lường được. Cái gì bá chủ, cái gì vô địch giả, ở ma thiên giác dưới chân lu mờ ảm đạm hắn chính là thế hệ tuổi trẻ chúa tể thiên tôn phi thường rõ ràng ma thiên giác ý niệm lực lượng không thể tưởng tượng nổi thời đại thái cổ hắn cùng ma thiên giác tao ngộ ở ma thiên giác ý niệm lực lượng bên dưới ảnh hưởng rất gần với chết trận đây là một loại sâu không lường được ý chí không cách nào phỏng đoán mạnh như thế nào mà vô lượng đại đế ở Thâm Nguyên tọa quan, ý chí của hắn cũng không tiền khoáng hậu, ở thời đại kia chỉ có vô lượng đại đế mới có thể đỡ được Ma Thiên Giác. Nhưng là vô lượng đại đế căn bản là không có cách trấn áp Ma Thiên Giác, là Thiên Tôn liên thủ với vô lượng đại đế, đem Ma Thiên Giác kém chút xóa bỏ đi, đáng tiếc chính là Ma Thiên Giác đào tẩu. Hiện tại hắn càng kinh thế hãi tục trên trời dưới đất yên lặng như tờ, Ma Thiên Giác bước chậm mà đến, như là một vòng vĩnh hằng hắc nhật đang thiêu đốt, cúi nhìn toàn bộ đế lộ chiến. Khẩn cầu Ma Thiên Giác đại nhân ra tay, đánh giết đạo chủ. Ta giới liên tiếp chết trận lục đại vô địch giả. Khẩn cầu Ma Thiên Giác đại nhân đánh giết người này. Màu đen xương mù bên trong đếm không hết dị vực cường giả quỳ trên mặt đất khẩn cầu, hận thấu đạo lang hận không thể hiện tại liền nhìn thấy đạo lăng chết thảm chiến đài hình ảnh, đây chính là dị vực ma thiên giác đến rồi, chân chính thế hệ tuổi trẻ chúa tể, khủng bố đến mức tận cùng. Ầm ầm, thiên này âm trầm lại, nhật nguyệt tinh đấu lu mờ ảm đạm, toàn bộ vũ trụ đều phải đi hướng về hủy diệt. Ma thiên giác con ngươi màu đen chuyển hướng đạo lăng. Này không giống như là nhân loại con mắt, như là hắc ám chi nguyên, tận cùng vũ trụ, hắn nhìn chằm chằm đạo lăng ma thiên giác, dị vực thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Đạo lăng đứng chắp tay. Mái tóc dài màu đen khoác vai, hắn thâm thúy con mắt phẳng phất hai mảnh đại đạo hố trời, nhìn chằm chằm ma thiên giác. Thời khắc này bắt đầu, thiên địa bắt đầu mạc danh dung truyền. Đây là một loại khí tức, một loại trí cao vô thượng khí tức lan tràn, quả thực như là ngủ say cổ đế thức tỉnh, rung động chín tầng trời thập địa. Ở bốn phía sợ mất mật dưới ánh mát quần sơn núi lớn tan thành mây khói mỗi người đều cảm giác thể xác bị đâm xuyên đây là một loại ý chí giao chiến một loại khí thế giao chiến để khu vực này đều nên vì rừng sụp đổ hết thảy đều nát tan không còn tồn tại nữa đây là một loại hủy diệt khí thế đạo lăng thể xác phụ cận tựa hồ bị hư vô bóng tối bao trùm trụ lộ ra khủng bố khí thế muốn đè nát cơ thể hắn đem hắn trực tiếp cắt thành phấn vụn Đạo lăng hằng cổ bất động, ý chí của hắn tự hồ đang khai thiên tích địa, ngàn tỷ lớp đạo ngân vương vãi xuống, trấn áp vũ trụ tinh đấu. Được lắm ma thiên giác. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, vừa nãy một khắc, đạo lăng tự hồ cũng cảm giác được tử vong, nếu không là những năm này ở thần ma cấm khu Trung Hòa ngàn tỷ thần ma tranh đấu. Chỉ sợ hắn không ngăn được ma thiên giác ý chí đạo lăng thay đổi sắc mặt, nhưng là dị vực ba tôn đại nhân vật sắc mặt trầm xuống, bọn họ phi thường rõ ràng lấy ma thiên giác đáng sợ. Một chút ngóng nhìn sang, đều có thể đánh tan vô địch giả tinh khí thần, ma thiên giác đối với ý chí nắm giữ xuất thần nhập hóa, đủ để trấn áp cường địch. Đây là ma tổ mạnh nhất đời sau. Ma tổ chính là dị vực mạnh nhất tổ vương, vắng lặng trong năm tháng trăm vạn năm tháng, có thể tưởng tượng được này ma tổ mạnh như thế nào? Thú vị, ma thiên giác con mắt rời đi. Rơi vào thiên tôn trên người, hắn lạnh nhạt nói, nhiều năm không thấy, người vẫn là như cũ. ầm ầm. Thiên tôn bước ra một cước, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, thiên này tựa hồ cũng đang khóc, vô tận đại đạo run rẩy theo thiên tôn ở thần phục. Thời khắc này thiên tôn khủng bố đến mức tận cùng ép sụp thương khung, hắn đứng ở chỗ này duy ngã độc tôn, như một tôn chúng thánh chi thần, bể Nghễ vạn vực. Bốn phía bát hoang cường giả đều nghe thở. Thiên tôn nếu là cùng ma thiên giác đánh tới đến, đủ để đại biểu hai đại giới mạnh nhất chém giết. Chờ một chút, ta vẫn không có bị nốc ao. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm ma thiên giác hắn nói ra lời nói, để màu đen xương mù dung chuyển, mỗi một người đều nộ đến điên cuồng, đạo chủ dĩ nhiên dám to gan khiêu khích ma thiên giác. Thời khắc này đế thành người đều kích động. Bọn họ trong lúc giật mình cảm thấy, một giới này không chỉ có thiên tôn, còn có đạo chủ, cửu thế đế, ma Phật, hắc bạch vô song. Nhưng là ai mới là thế hệ tuổi trẻ chúa tể, ai cũng không rõ ràng ai cũng không biết bọn họ phát điên thời khắc đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ma thiên giác con người màu đen chuyển hướng đạo lăng, thời khắc này hắn mơ hồ có chút khủng bố. Như là ngủ say vạn cổ ma đế đang thức tỉnh, đại vũ trụ đều ở rung động, thiên triệt để âm trầm lại, hóa thành màu đen kịt. Đây là một loại khủng bố va chạm. Đạo lăng đều cảm giác chư thiên hắc ám đè ép xuống, phải đem hắn nghiền thành nát tan, thân thể của hắn tựa hồ muốn nổ tung đạo lăng thân thể hừng hực thiêu đốt thân thể tiên tàng đồng loạt mở ra sán lạn lấp lóe cơ thể vờn quanh óng ánh dấu vết đây là vạn đạo kinh ở vận chuyển hắn gánh vác màu vàng cổ hải toàn bộ thể xác thánh uy ngập trời ma thiên giác hơi cúi người xuống như một tôn ma đế cúi nhìn năm tháng hắn uy thế càng kinh thế hãi tục hắc ám đều ở luân hồi vũ trụ tinh không đều ở phá diệt tiệt thế áp lực ở giáng thế Quả thực dường như ngàn tỷ lớp vũ trụ bị thúc đẩy. Tất cả mọi người đều cảm giác muốn nổ tung, mà thiên giác khí thế thật đáng sợ, hắn chính là một tôn chúa tể, bế ngế năm tháng thời không. Vẫn đứng ở vô địch trên đường. Ầm ầm, đạo lăng khí tức lại một lần nữa khủng bố đứng dậy, huyết mạch của hắn đều đang sôi trào, mi tâm mở ra một đạo chư thiên đạo ấn. Toàn bộ thể xác đan dệt mơ hồ chật tự lực lượng người xung quanh biến sắc, rất nhiều cường giả đều ngốc tiết, ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng dĩ nhiên là đại đế đời sau. Người mang đại đế huyết thống, thậm chí huyết mạch của hắn lực lượng phi thường kinh thế hãi tục, thể xác đều đan dệt ra mơ hồ trật tự khí tức, đây là một loại cổ đế khí tức đang thức tỉnh. Tự hồ đan sen vào nhau có thể hóa thành một tôn đại đế. Cái này chẳng lẽ chính là đạo lăng mạnh nhất chiến lực hay sao? cực đạo đại đế hậu nhân. Ma thiên giác cười nhạt. Không nghĩ tới năm đó hắn hao tổn lớn như vậy, còn để lại huyết thống tộc nhân. Cái gì? Ma thiên giác nói hắn là cực đạo đại đế hậu duệ. Dị vực toàn diện rung động. Đại nhân vật con mắt chớp mắt giữ tợn xuống, đối với cực đạo đại đế bọn họ phi thường quen thuộc, cực đạo trung hiện tại còn treo ở trong biển máu, nếu không có biển máu trận chiến này mấy cái kỷ nguyên trước liền sớm khai hòa hắn dĩ nhiên chính là cực đạo đại đế hậu nhân nên diệt nên diệt dị vực cường giả ngửa mặt lên trời hí dài cực đạo đại đế uy danh đối với dị vực tới nói quá vang dội thậm chí cửu tiệt thiên một ít khu vực cửu viễn niên đại bị phong ấn dị vực vương bọn họ ở thời đại thái cổ liền nên xuất thế kết quả bị cực đạo đại đế từng cái chấn áp lại những này vẫn còn không tính là cái gì, thái cổ những năm cuối, vị cuối cùng chính là cực đạo đại đế, như không phải là bởi vì cực đạo đại đế. Biển máu phong ấn sớm đã bị phá tan, không đến nỗi trận chiến này kéo dài đến hiện tại mới bắt đầu. Cực đạo đại đế cùng dị vực có đại nhân quả, thậm chí dị vực cường giả chắc chắn. Cực đạo đại đế rất khả năng đi ở vô địch bá chủ trên đường. Thái cổ bảy vị trí cường đại đế, mỗi một vị đều là trấn áp tà ma cái thế cường giả. Đạo chủ hẳn là cực đạo đại đế hậu duệ, trời ạ. À. Hắn dĩ nhiên là cực đạo đại đế đời sau. Đế thành cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng còn có tầng này lai lịch, đối với thái cổ bảy vị đại đế một ít nghe đồn. Hiện tại còn truyền lưu một cái, nghe đồn cực đạo đại đế nắm giữ hai đại đế binh, cực đạo chung cùng cực đạo đô. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại Cực Đạo Trung còn treo ở trong biển máu. Biển máu phong ấn thái cổ những năm cuối phòng Trừng liền muốn hủy diệt, nhưng là bởi vì Cực Đạo Trung tồn tại, trì hoãn lâu năm như thế. Rốt cuộc dị vực tổ vương không thể ra. Tổ vương binh khí cũng rất khó xé rách biển máu phong ấn, nhưng là Cực Đạo Trung kiên trì lâu như vậy, đại trưởng lão Hoài Nghi Cực Đạo Trung cũng là tổ vương binh cấp độ thậm chí cực đạo đại đế cũng rất khả năng bước vào vô địch bá chủ hoành liệt bằng không dị vực thế tiến công đã sớm khai hòa. Có thể không giết chết, Tam đại dị vực đại nhân vật rất nhớ ma thiên giác ra tay. Đạo lăng chém xuống dị vực vô địch giả quá nhiều, nhất định phải đánh gục ma thiên giác khẽ lắc đầu nói không được trên người hắn cõng này đại nhân quả ta ra tay không thích hợp tạm thời giữ đi lần này ta đến mục đích cũng không phải đến trinh phạt đế lộ chiến đối với ma thiên giác bọn họ không có lá gan quát lớn chỉ có điều ma thiên giác đến mục đích để bọn họ vẻ mặt kinh hãi tổ vương pháp chỉ dĩ nhiên mang đến tổ vương pháp chỉ lần này quân tiên phong giết hướng về đế lộ chiến không nên kinh động tổ vương, khẳng định ra đại sự. Ma Thiên Giác mang đến ma tổ pháp chỉ, để dị vực đại nhân vật đều sợ hãi, này pháp chỉ tất nhiên phi thường trầm trọng. Ma Thiên Giác lạnh nhạt nói, hiện tại không phải thời cơ bước vào lục thiên quan, còn có đại sự muốn làm, đây là tổ vương mệnh lệnh. Không thể làm trái, tổ vương thức tỉnh, là huyết tổ đại nhân thức tỉnh ba vị đại nhân vật run rẩy huyết tổ chiến lực ngập trời, từng đem đế lộ chiến giết vạn tộc vỡ diệt. Huyết tổ kinh thôn phệ vô cùng đế lộ chiến cường giả, huyết tổ ở đế lộ chiến uy danh vô cùng khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng những người này đều cau mày. Phát hiện ma thiên giác những người này nói rồi mấy câu nói, màu đen xương mù dĩ nhiên quay đầu, rời đi thái cổ tàn vực bên trong lục thiên quan. Đây là tình huống thế nào? Đại trưởng lão đều sừng sốt, tinh không đạo chủng đều đang không muốn, đến cùng phát sinh đại sự gì? Làm sao có khả năng Dị vực đột nhiên bỏ chạy? Lẽ nào bọn họ muốn rời khỏi đế lộ chiến? Lẽ nào bị đạo chủ kinh thế thần uy sợ quá chạy đi? Không thể, Ma Thiên Giác quá mạnh mẽ, không thể e ngại đạo chủ. Trong này khẳng định có đại sự. Bất luận làm sao, vùng vũ trụ này triệt để náo động, đạo chủ trở về, vẫn là cực đạo đại đế hậu duệ. Trận chiến này cũng đủ để kinh sợ vạn linh. Rốt cuộc chết đi Lục Đại vô địch giả, nếu không có Ma Thiên Giác đến, nhất định sẽ vẫn vẫn hạ xuống. Chương 3077, tinh không đạo chủng thuộc về, xảy ra chuyện gì, dị vực làm sao lui lại? toàn bộ đế lộ chiến đều náo động, ai cũng có thể nhìn rõ ràng. Màu đen xương mù hướng về đế lộ chiến nơi sâu xa bao phủ, dị vực vô tận binh mã bỏ chạy, rời đi thái cổ tàn vực. Lẽ nào bị giết không dám bước vào đế lộ chiến? Có chút người liên tưởng. Lập tức lắc đầu, đây căn bản không thể, ma thiên giác quá mạnh mẽ, cố nhiên dị vực liên tiếp chết trận lục đại vô địch giả, nhưng là dị vực tổng thể chiến lực y nguyên kinh thế hãi tục không thể sẽ sợ hãi đạo chủ những người này lui lại đại trưởng lão bọn họ đều cau mày dị vực ăn thiệt thòi lớn như thế đây chính là không nói một lời rời đi rốt cuộc chết trận lục đại vô địch giả đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã nhưng là dị vực dĩ nhiên nuốt xuống cơn giận này rời đi khu vực này liền còn lại tinh không đạo chủng đều không tranh nhưng là còn sót lại bốn viên tinh không đạo chủng, đạo lăng một người liền lấy đi dòng giã chín viên tinh không đạo chủng. Đây chính là đạo chủng, giá trị không cách nào cân nhắc. Thời đại này vũ trụ đã rất khó dựng dục ra đến rồi, này 13 viên tinh không đạo chủng giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là dị vực dĩ nhiên sẽ từ bỏ, điều này làm cho bọn họ đều kinh ngạc. Nhìn dáng dấp không phải triệt để rời đi đế lộ chiến, nên có mưu đồ, khẳng định quá lớn rốt cuộc cái gì tài nguyên, có thể cùng 13 viên tinh không đạo chủng sánh vai. Dị vực mưu đồ khẳng định lớn vô cùng. Đạo lăng nhìn chăm chú dị vực, phát hiện màu đen sương mù ở thất thiên quan nơi sâu xa bồi hồi, dị vực tựa hồ triệt để cắm rễ ở thất thiên quan. Để một vài người đều nghi ngờ không thôi, dị vực đến cùng có làm gì? Chẳng lẽ muốn cắt đứt một giới này tuổi trẻ cường giả con đường trưởng thành? Rốt cuộc Thất Thiên Quan bên trong truyền thừa mới là trọng yếu nhất, nhưng là Dị vực hiện tại chiếm cứ nơi này, Đế Lộ Chiến Kỳ tài bồi dưỡng nơi, đã trở thành công dã tràng. Mặc kệ như thế nào, lần này Dị vực lui lại quá ly kỳ, để một vài đại nhân vật nghi ngờ không thôi, khẳng định xuất phát từ cái gì nguyên do, thậm chí đạo lăng nội tâm run lên, lẽ nào là bởi vì đặc thù đường nối? Là bởi vì tạo hóa hải nhưng là lấy tạo hóa hải sự đáng sợ sợ là chỉ có đại đế mới có tư cách vượt qua dị vực coi như là tiến vào tạo hóa hải rất khả năng cũng cái gì cũng không chiếm được đây rốt cuộc là tình huống thế nào nơi đây nghị luận sôi nổi dị vực cử động quá cổ quái để một vài người trong lòng bất an đế thành gần trong gang tấc dị vực không có lý do gì không tiến công lẽ nào là bởi vì kiêng kỵ thiên tôn cùng đạo chủ những người này lo lắng ma thiên giác chết trận bất diệt long bọn họ không cho là như vậy ma thiên giác quá mạnh mẽ mạnh mẽ có thể nói không hợp thói thường coi như là ma thiên giác cùng thiên tôn một trận chiến trời biết ai thắng ai thua mặc kệ như thế nào trận chiến này giết ra ta giới vô thượng hung uy đạo chủ quá khủng bố đúng đấy đạo chủ là đem chi không hồ cái thế thiên vương rất nhiều con mắt quét về phía đạo lăng thần thái kính ngưỡng mà lại cuồng nhiệt đế lộ chiến lại một lần nữa đi ra một tôn đỉnh cao nhất cường giả bễ nghễ dị vực quét ngang dị vực lục đại vô địch giả tôn định hắn cái thế chiến lược một vài người đồng dạng hiếu kỳ những năm nay đạo lăng đến cùng từng trải một ít gì đó dĩ nhiên sẽ lột xác kinh người như vậy hắn hiện tại chiến lực không khỏi quá kinh thế hãi tục bỗng nhiên khí thế khủng bố dung truyền vực ngoại thiên âm vang vọng trên trời dưới đất quả thực dường như một đầu vực ngoại hùng sư giáng thế toàn thể tràn ra ngập trời trùm sáng đây là trí cường khí tức lan tràn mà ra để đế thành tu sĩ hoảng sợ khi thấy đến người một vài người sắc mặt rất khó nhìn là thiên anh Khoảng thời gian này đế lộ chiến phi thường gian nan, tử thương nặng nề. Thế nhưng Thiên Ngoại Thiên liền một cái quỷ ảnh đều thấy không tới, mặc dù nói các đại cổ giới cũng không có xuất lực, nhưng là cũng tới một ít cường giả. Dù sao cũng hơn Thiên Ngoại Thiên muốn tốt nhiều. Lão bất tử này, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia sát niệm, không tới sớm không tới trễ, vào lúc này Thiên Anh đến rồi. Hắn đến cùng muốn làm gì? đạo lăng một chút liền có thể nhìn ra có chút tiếc hận thiên anh thở dài đại trưởng lão nếu là vừa nãy dị vực cường già càng đi về phía trước một ít người ta liên thủ đủ để vỡ diệt dị vực ba đại cường già một giải trong lòng đại hận ha 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 đại trưởng lão phát ra một trận cười nhạt nhìn thiên anh nói rằng đã giải xong đạo chủ một trận chiến liền giết lục đại dị vực vô địch giả chiến công ngập trời đủ để kinh sợ dị vực thế hệ tuổi trẻ thiên anh sắc mặt có chút lạnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng đạo chủ xác thực mạnh mẽ lần trước may mắn còn sống ngược lại được chút tạo hóa trận chiến này đạo chủ xác thực xuất lực không nhỏ đâu chỉ là không nhỏ, dị vực tổn thất nặng nề, chết trận đình phong cường già cũng không ít. Đại trưởng lão hừ lạnh. Đúng đấy. Đạo chủ một người phải đến chín viên tinh không đạo chủng. Thiên Anh gật đầu nói, đây chính là đạo chủng, này chín viên đạo chủng đầy đủ bồi dưỡng được rất nhiều cái thế nhân kiệt. Đến thời điểm ở cùng dị vực thế hệ tuổi trẻ giao thủ, ta giới sẽ đại hiển thần uy cung lân cau mày càng nghe càng không đúng lão bất tử này muốn làm gì tinh không đạo chủng là đạo lăng chém giết dị vực vô địch giả tranh đến hắn làm sao nghe tới thiên anh có ý định yêu cầu tinh không đạo chủng đó là tự nhiên đạo lăng đầu đầy màu đen tóc bay tứ tung trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía hắn quát lên ta hiện tại có chín viên tinh không đạo chủng đủ để bồi dưỡng được chín đại cường giả đỉnh cao thiên anh ngươi nói ta nói có đúng hay không thiên anh sắc mặt hơi chìm xuống hắn nói ra đạo chủ tinh không đạo chủng quá quý trọng lấy ngươi lực lượng sợ là rất khó phát huy mạnh nhất công hiệu ta thiên ngoại thiên ngược lại có một ít am hiểu tinh không lĩnh vực cường giả cấp cao nhất nếu như có thể được tinh không đạo chủng tương lai thành tựu quả nhiên tuyệt vời người xung quanh biến sắc đây là tình huống thế nào Thiên Anh dĩ nhiên có ra mặt đến tranh đấu tinh không đạo chủng. Không phải vậy, Thiên Ngoại Thiên Thập Đại Thiên Tử hậu tuyển nhân liên tiếp vỡ diệt. Đạo Lăng lắc đầu nói, ta nghiêm trọng hoài nghi Thiên Ngoại Thiên năng lực. Trừ Vương biến sắc, Thiên Anh sắc mặt đều biến thành màu gan heo. Những này đẫm máu vạch trần vết sẹo của hắn, bộ mặt của hắn đều có chút dữ tợn, trầm thấp quát lên, ta Thiên Ngoại Thiên, gốc gác không lường được trước mấy đời thiên tử hậu tuyển nhân y nguyên tồn tại, đỉnh cao nhất cường già cũng đủ có mấy vị. Thiên Anh, này không phải là đùa giỡn. Đạo Lăng một mặt nghiêm nghị mở miệng. Lần này đế lộ chiến cùng dị vực trinh phạt thiên ngoại thiên một người cũng không đến, tại sao đỉnh cao nhất cường già. Quả thực nói năng bậy bạ. Đạo lăng âm thanh quả thực như cửu thiên sấm sét nổ vang, tiếng chấn vũ trụ càn khôn, để thiên anh triệt để nổi giận, sắc mặt tái xanh một mảnh. Trong đôi mắt tỏa ra cuồn cuộn sát quang, thế nhưng bốn phía truyền ra cười nhạt, vô địch giả đều chẳng đáng, tinh không đạo chủng chính là đế lộ chiến tài nguyên. Thiên ngoại thiên một chút khí lực cũng không có ra, liền muốn tinh không đạo chủng. Vậy thì có chút buồn cười. Ta giới gốc gác, há có thể là ngươi có thể cân nhắc? thiên anh cả người thiêu đốt hừng hực lửa giận thiên ngoại thiên mạnh mẽ tuyệt đối không phải ngoại giới có thể lý giải hiện tại sở dĩ không xuất binh là bởi vì thời cơ chưa tới thiên anh ý của ngươi là nghĩ muốn lấy đi tinh không đạo chủng sao đại trưởng lão quát lạnh đạo lăng tinh không đạo chủng đều là hắn liều mạng tranh đấu chiếm được liều mạng tranh đấu thiên anh giận dữ đây chính là chín viên tinh không đạo chủng lưu tại đạo chủ trên người quá lãng phí huống hồ ta làm sao không thấy liều mạng tranh đấu đúng đấy đổi làm ngươi giới vô địch già có thể làm được sao đại trưởng lão châm biếm cười một tiếng thiên anh sắc mặt càng khó coi hơn hắn không thể không nói đạo chủ sự đáng sợ nhưng là thiên ngoại thiên thiên từ tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ chúa tể này bốn viên tinh không đạo chủng chấm ngoặc kép thiên anh con mắt lại chuyển hướng chìm ở thái cổ tàn vực bên trong bốn viên tinh không đạo chủng cũng đúng vào lúc này thiên địa dung chuyển nhật nguyệt đều muốn rơi xuống cực kỳ bá tuyệt sóng thần lực bỗng nhiên bạo phát quá thiên tôn cửu thế đế mà phật trong thời gian ngắn ra tay vận chuyển khủng bố đại thần thông mở ra thái cổ tàn vực ngang qua đến nội bộ lấy bọn họ đỉnh cao nhất chiến lực một khi liên thủ, bốn viên tinh không đạo chủng hoàn toàn có thể trực tiếp hung hăng lấy đi. Ha ha, ta hư không giáo cũng cầu một viên. Đại trưởng lão cảm giác làm sao? Ba vị này ra tay, ai đều không dám nói chuyện, đế hải một trận chiến bọn họ bỏ bao nhiêu công sức, liều mạng dị vực bằng không đế lộ chiến tổn thất nặng nề hơn. Thiên Anh đầu ngón tay đều đang run dày, 13 viên tinh không đạo chủng, lại bị bọn họ quét đi sạch sành xanh, một cọng lông đều không có để lại. Trường 3078, kết thúc bốn phía có chút vắng lặng, thiên tôn, cửu thế đế, ma Phật, ba vị này độc lai độc vãng, thiên anh căn bản không dám tùy tiện đắc tội, hiện tại đạo chủ càng là khủng bố cực điểm chân chính nắm giữ đỉnh cao nhất chiến lực cầm đế binh chuẩn đế bên dưới đều có thể nghênh ngang mà đi. Này hư gia trưởng quản hư không thiên bi, thiên anh lại không dám trực tiếp quát lớn. Huống hồ thiên ngoại thiên khí lực gì đều không có dưới, coi như là còn có mấy cái tinh không đạo chủng, cũng không thể đến phiên hắn, bằng không thật phạm chúng nổi giận thái cổ tàn vực đều phải bị xé rách, bốn viên tinh không đạo chủng liên tiếp bị thu lấy mang đi, toàn bộ thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm thiên anh. Rất muốn nhìn một chút thiên ngoại thiên gia mặt đến cùng dày bao nhiêu. Thiên anh trưởng lão, nơi đây nhân viên sung túc, hiếm thấy tụ hợp lại một nơi. Chẳng bằng chúng ta liên thủ giết ngược lại thất thiên quan, nhìn một chút dị vực đang dở trò quỷ gì, ngươi cảm thấy làm sao? Đạo lăng theo dõi hắn thiên anh nói rằng, ta thật có ý đó. Huyền vũ thánh thú phát ra giống to tiếng, khí huyết đè ép nhật nguyệt càn khôn, xúc động đại đạo nổ vang vang vọng, trí tôn sinh linh tỏa ra mênh mông sát quang. Chỉ về hướng về thất thiên quan. Nhờ vào đó thời cơ, một lần giết đi vào, nói không chắc còn có thể giết đi mấy cái dị vực vô địch giả. Bất diệt long rít gào đứng dậy, tiếng rung trời khung đế tử càng là trực tiếp lấy ra một khẩu tuyệt thế sát kiếm, toàn thể sát quang dâng lên, cùng hắn đồng thời đế tử chết trận ở đế hải, đây là nội tâm hắn đau cùng hận, hiện đang đi ra một vị đạo chủ. Bọn họ có một vị quân đầy đủ sức lực, hoàn toàn có thể giết đi vào lại một lần nữa trọng thương dị vực. Các đại vô địch giả dồn dập hưởng ứng, đạo lăng cái này nghị đề không sai bọn họ ở đế hải tiếp liền cùng dị vực giao chiến biết được dị vực đến cường giả không phải đặc biệt nhiều vừa nãy ở đây dị vực nhưng là chết trận lục đại vô địch giả hiện tại dị vực tinh thần chính là xa suốt ngày trực tiếp liền có thể giết đi vào thiên anh sắc mặt có chút âm trầm không nghĩ tới đạo lăng trực tiếp mở miệng đem hắn cho kéo lên chiến thuyền hắn bây giờ căn bản không muốn ra tay chỉ là muốn nhìn một chút vùng vũ trụ này gốc gác mạnh như thế nào thiên anh cảm giác làm sao đại trưởng lão cũng rút ra một khẩu sát kiếm rơi ra mênh mông kiếm hải lực lượng nhìn thiên anh hỏi thiên anh sắc mặt có chút cứng ngắc hắn mở miệng nói dị vực lần này lui lại có chút ly kỳ nói không chắc đang chuẩn bị cái gì này rất khả năng là một cái âm mưu hiện tại giết tới quá mạo hiểm nên dò điều tra rõ ràng ở làm quyết định bất diệt long những người này sắc mặt phi thường không dễ nhìn này cớ cũng quá bất hợp lý cái gì âm mưu có thể chôn giết những người này thiên tôn những người này vẫn là giấy không thành dị vực bên trong xếp vào nhãn tuyến của ta bọn họ ở mưu đồ một việc lớn Đạo lăng lạnh nhạt nói, muốn mở ra một cái truyền thừa bí cảnh, ở trong đó đủ có hơn trăm viên đạo chủng. Thiên anh trưởng lão liền không nghĩ tới đi tranh một chuyến sao. Người xung quanh muốn cười, lại không nói ra được thiên anh sắc mặt xanh đỏ trắng đen, song quyền đều ở nhỏ bé run. Phát ra trầm thấp tiếng gào, người đang cho ta nói giỡn sao. Đại chiến như vậy, há có thể như vậy trò đùa cầm đế thành cường ra tính mạng làm chuyện cười à thiên anh trưởng lão càng sẽ để ý đế thành tướng sĩ tính mạng đạo lăng một mặt kinh ngạc lập tức hắn nói ra nghe nói các ngươi thiên ngoại thiên đất rộng của nhiều kỳ chân dị bảo vô cùng trưởng quản đế phẩm chiến thuyền nếu là lúc đó nằm ngang ở đế hải đế hải liền sẽ không dễ dàng bị công phá ngươi có ý gì thiên anh sắc mặt phi thường khó coi bốn phía người sắc mặt cũng có chút lạnh năm đó đại trưởng lão đi tìm thiên anh mượn quá đế phẩm chiến thuyền chỉ có điều bị trực tiếp từ chối lấy đế phẩm chiến thuyền giá trị khẳng định có thể xây thành một cái thiên lộ đem dị vực đại quân tre ở đế hải nếu thiên anh trưởng lão như vậy lưu ý chẳng bằng đem thiên ngoại thiên kho báu mở ra lấy ra một ít nhanh mục nát binh khí cùng chiến thuyền giúp một tay ta minh đế lộ chiến đạo lăng lạnh nhạt nói ha ha người đạo chủ hiện tại tay cầm chín viên tinh không đạo chủng người làm sao không lấy ra thiên anh trong cơ thể lửa giận đều nhanh không ngừng được có gì không thể chín viên tinh không đạo chủng giao cho đế lộ chiến không có vấn đề chút nào đạo lăng lãnh đạm mở miệng ha ha người nói thật là dễ nghe người nào không biết ngươi cùng đại trưởng lão quan hệ tốt ai biết tinh không đạo chủng sẽ lưu tại ai trên tay đại trưởng lão âm u mở miệng đạo chủ ngươi càng ngày càng làm can dám sai khiến lão phu không tới sớm không tới trễ một mực dị vực lùi lúc đi mới đến ngươi cũng coi như là thiên ngoại thiên trưởng lão thực sự là có nhục thiên ngoại thiên đạo lăng châm biếm ngươi còn muốn muốn tinh không đạo chủng làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ngươi làm can thiên anh lửa giận không ngừng được dâng trào ra trừ thiên vũ trụ đều đang run rẩy hắn như là một đầu thương khung hùng sư ở thức tỉnh lửa giận ép khắp trên trời dưới đất muốn toàn bộ lục thiên quan đều trấn áp xuống muốn tinh không đạo chủng còn không đơn giản ngươi qua giết một cái dị vực cường giả ta liền cho ngươi một viên đạo lăng gầm thét nói ầm 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 thiên địa này đều muốn lật đổ đạo lăng đây là ở trần trụi làm nhục hắn trọn vẹn không đem nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả để ở trong lòng thiên anh đều muốn không nhịn được ra tay trong mắt của hắn bên trong sát khí ở bên ngoài tiết ép thẳng tới đạo lăng nhưng là tùy ý thiên anh uy thế lại đáng sợ đạo lăng lù lù bất động trong mắt của hắn tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nhanh chân đi về phía trước đi tới đế thành một ít vô địch giả lắc đầu dồn dập rời đi nơi này đi tới đế thành thứ hỗn chướng đạo chủ ta nhất định sẽ giết ngươi thiên anh nổi giận đùng đùng hối hận không gì sánh được năm đó liền nên cường sát đạo chủ hiện tại đạo lăng chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân cố nhiên hắn hiện tại còn đánh không lại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, nhưng là hắn hiện tại đã không sợ cường giả loại này, rốt cuộc ngộ ra hai đại không thiếu sót đại đạo. Sẽ có một ngày liền có thể vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất. Đế thành đại quân trở về, trong thành hoan hô một mảnh, vùng vũ trụ này đều đang sôi trào, dị vực đại quân dừng lại. Đạo chủ liền giết lục đại vô địch giả, tiếng chấn mây xanh, đều lan truyền đến vực ngoại tinh không? trận chiến này ý nghĩa quá to lớn ai cũng không nghĩ tới đạo lăng sẽ trở về ai cũng không nghĩ tới hắn hiện tại chiến lực sẽ như vậy kinh thế hãi tục cổ thiên đình chuẩn đế chỉ đến như thế đạo chủ đã là trở về kinh khủng hơn đỉnh cao nhất cường giả ghế trừ đạo chủ ra không còn có thể là ai khác đế lộ chiến lại nhiều một tôn trống đỉnh cường giả đủ để uy hiếp dị vực ta quan tâm chính là dị vực vì sao rút quân Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe đồn ma thiên giác phi thường khủng bố. Tuyệt không phải sợ đạo chủ cùng thiên tôn, chuyện này nhất định phải dò điều tra rõ ràng, bằng không không được an tâm. Đế thành tập hợp vô tận cường giả, các đại cường giả cấp cao nhất đều có đại nhân vật đến, lấy vũ trụ sơn thế lực kinh người nhất, bọn họ cho rằng hôm nay đế lộ chiến sẽ phát sinh đáng sợ nhất huyết chiến. Ai biết đột nhiên ngừng chiến? ta danh đế kim, hắc giáp thanh niên khí tức khủng bố tuyệt luân, ở đế hải cũng nháo lên bằng trời mưa gió, hắn chiến lực có thể nói đỉnh cao nhất. Đến nay không người biết được đế kim mạnh bao nhiêu. Đế vân, hoàng kim nữ tử cười khẽ, còn cần cảm ơn ngươi đem chúng ta mang ra đến, tuy rằng chúng ta đi ra hơi trễ. Nhưng đều là đuổi tới một ngày này. Dòng họ đế đạo lăng đáy mắt có kinh sợ, đế kim cùng đế vân thuộc về đồng nhất huyết thống, một mẫu đồng bào, đây là hai đại đỉnh cao nhất cường giả. Khí thôn bát hoang, ở dị vực uy danh đều phi thường kinh người, năm đó bọn họ ra tay bước đi rồi thập vương cùng thánh vương, có thể tưởng tượng được hai đại cường giả lợi hại bao nhiêu. Đế lộ chiến, chính là đế thiên chỗ lưu đại trưởng lão nói ra một cái ẩn tình đế thiên chính là thập đại vô địch giả một trong này đế lộ chiến cũng là đế thiên mở ra đến đế hải cũng là đế thiên lưu lại bọn họ là đế lộ chiến tiểu chủ nhân cũng là đế thiên dòng dõi hậu duệ đạo lăng nội tâm chấn động vô địch giả hậu duệ đế lộ chiến chủ nhân đời sau lai lịch không khỏi quá kinh thế hãi tục Chương 3078, Đế lộ chiến lai lịch đế kim cùng đế vân hồi ức, đó là một cái phi thường cửu viễn niên đại, dị vực đột kích thế không thể đỡ thập đại vô địch giả thì lại làm sao? Dị vực tổ vương y nguyên có thể cùng với đối đầu, thậm chí số lượng vượt qua một giới này vô địch giả. Đế lộ chiến sở dĩ gọi đế lộ chiến là bởi vì đế lộ chiến phần cuối chính là đi về dị vực đường nối nơi này năm đó là đại đế ngang dọc chiến trường cho nên mới gọi đế lộ chiến thập đại vô địch giả đều là vô địch bá chủ tà ma vương đều bị bọn họ giết đi quá đế thiên lại là mở ra đế lộ chiến hóa thành một cái thiên lộ thử nghiệm ngăn cản dị vực đại quân đế lộ chiến y nguyên tồn tại không lường được gốc gác chính là đế thiên chỗ lưu, thậm chí này đế lộ chiến các loại trật tự sức mạnh y nguyên trường tồn, thế nhưng hiện tại đã rất yếu, dị vực sở dĩ không quy mô lớn tiến công. Chính là lo lắng đế lộ chiến có ách giết bọn họ gốc gác. Rốt cuộc tà ma vương hiện tại còn không cách nào triệt để vấn thế, vào lúc ấy đế kim cùng đế vân đã đủ mạnh, biết được rất nhiều chuyện cũ một vị công tham tạo hóa lão đại ca xuất lĩnh thập đại vô địch giả cùng dị vực tổ vương huyết chiến cuối cùng bố trí xuống minh ước vô địch bá chủ đem sẽ không nhúng tay thế nhưng niên đại đó trận chiến này căn bản không có kết thúc chỉ có điều thập đại vô địch giả ở đế lộ chiến lưu lại rất nhiều thiên địa sát cục chôn giết không nói được dị vực cường giả tà ma vương đều bị trấn áp vào lúc ấy dị vực quả nhiên sợ hãi, rốt cuộc vùng vũ trụ này cũng đi ra một ít đại đế, cũng có vô địch bá chủ lưu lại gốc gác, càng có đế lộ chiến tồn tại. Đế Kim hồi ức, mở miệng nói rằng, sau đó Cổ Thiên Đình liền mở ra, lĩnh quân cường giả quả thật là đáng sợ, quét ngang tất cả địch, hắn chưa từng thành đế, đã có thể chém giết tà ma vương. Người có biết, người kia là ai? Đế Kim nhìn Đạo Lăng cười nói, thánh vương, nhưng không phải hiện tại thánh vương." Đạo Lăng trầm giọng nói, "Xem ra ngươi đã biết không ít." Xác thực không phải hiện tại thánh vương, lão đại ca phân thân xuất hiện bất ngờ biến cục. Đế Kim gật đầu nói, "Này cùng Vũ trụ Sơn có chút liên quan, rốt cuộc Vũ trụ Sơn quá khủng bố." Ngăn cách tất cả, lão đại ca mất đi trưởng quản, dẫn đến thánh vương sinh ra tự chủ ý chí người định không bằng trời định lão đại ca tính sai vốn là muốn có được vũ trụ sơn kết quả phân thân sinh ra tự chủ ý chí lão đại ca phân thân cổ thiên đình mở ra giả uy hiếp vũ trụ hồng hoang lão đại ca năm đó liền nói rõ phân thân của hắn quá mạnh quá bất hợp lý tạo hóa thiên binh đều chém không đứt thánh vương càng mạnh phân thân của hắn liền càng là đáng sợ nhưng là hắn không có thánh thể bản nguyên lão đại ca phân thân lấy thánh thể bản nguyên thôi thúc mới có thể kéo dài thần thoại vô địch vì lẽ đó hiện tại đế kim miễn cưỡng có thể áp chế thánh vương tuy rằng có thể áp chế nhưng là muốn chém xuống thánh vương đây chính là không thể trừ phi lấy trí cường nguyên thần trọng thương nhưng là thánh vương biết được hắn nhược điểm làm sao có khả năng sẽ lưu lại cái nhược điểm này giao cho kẻ địch Năm đó Cổ Thiên Đình trấn áp tất cả náo loạn, vào lúc ấy ta đã bắt đầu ngủ say, chuyện về sau liền không biết. Đế Kim nói rằng, thập đại vô địch giả, phòng trừng cũng có mấy cái đời sau lưu lại, này cổ hoàng chính là thứ nhất, ngủ say lâu như vậy, chiến lực hao tổn đều quá lớn. Đại trưởng lão đã nói rõ. Đế Kim cùng Đế Vân hiện tại còn không phải mạnh nhất, bọn họ còn có chút suy yếu, khi thật sự khôi phục như cũ thời điểm, sẽ càng kinh người hơn thập đại vô địch giả phải chăng sản sinh phân kỳ đạo lăng hỏi hắn muốn biết thiên hoàng sự người nói không sai xác thực xuất hiện một ít bất ngờ là cái gì ta không làm rõ được cùng dị vực có quan hệ đế kim thở dài quá xa xưa liền hiện tại mà nói dị vực vẫn không có quy mô lớn tiến công bọn họ cũng đang thăm dò đế lộ chiến gốc gác đế lộ chiến bên trong có thập đại vô địch giả lưu lại sát cục thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc hiện tại đến vẫn là tiên phong quân để đạo lăng nội tâm nặng trình trịch quân tiên phong đều kinh khủng như thế hậu kỳ đến cùng sẽ đáng sợ dường nào dị vực công kích nơi này mục đích đến cùng là cái gì đạo lăng hỏi bọn họ thật giống là vì một con đường mà tới Đế Kim Cao mày nói, cụ thể là cái gì vô địch giả cũng nói không rõ ràng, có lẽ bọn họ còn muốn muốn đủ mạnh. Đạo Lăng nội tâm chấn động. Lẽ nào thật sự chính là vì tạo hóa hải mà đến, tạo hóa hải truyền thuyết quá kinh người, có thể dựng dục ra tạo hóa thiên binh, thực tại làm người sợ hãi. Thập đại cổ giới cùng thiên ngoại thiên mạnh như thế nào? Đạo Lăng hỏi, bọn họ đến cùng có thể hay không chống lại dị vực? Khó nói. Thế nhưng những này cổ giới rất khả năng ngủ say này cổ đế. Đế Kim nghiêm túc mở miệng, vô cùng có khả năng, thế nhưng cũng không cách nào triệt để có kết luận. Đạo Lăng khiếp sợ hỏi, bọn họ là làm thế nào sống sót? Nên cùng Dị vực có quan hệ? đạo lăng sắc mặt trầm xuống dị vực tà ma vương có thể vẫn sinh tồn có lẽ bởi vì một ít đặc thù nguyên do nếu như một ít cổ giới thật tồn tại cổ đế nói rõ bọn họ cũng trưởng quản bất hủ gốc gác cho tới thiên ngoại thiên ta còn thật không biết thế nhưng nghe đồn vị nào lão đại ca cùng thiên ngoại thiên có chút liên lụy đế kim lắc đầu nói thiên ngoại thiên mạnh bao nhiêu không rõ ràng, nhưng là bọn họ sẽ không chân tâm trợ giúp đế lộ chiến, năm đó chính là như vậy. Huống chi là hiện tại, người có biết Hoàng Kim Tiên Cung bên trong có cái gì? Đạo lăng ngóng nhìn đế lộ chiến nơi sâu xa, Hoàng Kim Tiên Cung đã bị nhấn chìm, có thể hay không bị dị vực được. Dị vực không chiếm được Hoàng Kim Tiên Cung, vậy cũng là thập đại vô địch giả lưu lại đế kim nói rằng, ở trong đó là tạo hóa địa, ở hoàng kim tiên cung bên trong thành đế hy vọng rất lớn. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bên trong tạo hóa đều bị lấy đi không ít, khai thiên niên đại liền tiêu hao quá lớn. Phỏng trừng hiện tại chỗ lưu không nhiều. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng gật đầu nói, cái kia đế hải, là tình huống thế nào? Đế hải, chính là phụ thân lưu lại đế vân bó lấy cái chán màu vàng mái tóc nàng nhẹ giọng nói đó là phụ thân lưu lại một cái vũ trụ cổ ở trong đó cất giấu một tòa sinh mệnh chi nguyên không sai đế kim nói rằng chúng ta chuẩn bị chờ cường một điểm liền vượt qua đế hải giết đi vào lấy đi tạo hóa như vậy mới có thể triệt đề khôi phục như cũ muốn tăng nhanh nói không chắc dị vực liền rất nhiều tiến công đang muốn hủy diệt màu đen thiên lộ liền quá khó khăn đạo lăng nói rằng đến thời điểm ba người chúng ta liên thủ giết đi vào độ khả thi cũng không nhỏ đế hải có thể di chuyển đế binh năm đó một trận chiến tập trung vào đế binh cũng không ít nếu là bọn họ ba vị cầm ba đại đế binh giết tới nói không chắc đều có thể phá hủy màu đen thiên lộ dị vực tự nhiên cũng có tà ma vương binh khí nằm ngang ở đế hải chỉ có điều hiện tại dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả không dám làm bừa, bởi vì đế lộ chiến gốc gác nhằm vào chính là cảnh giới này, hoặc là tà ma vương. Nói xong nói xong, bọn họ đi đến đạo chủ phủ. Đại trưởng lão lấy ra ngọc khí, trong này tỏa ra dày đặc tinh nguyên sự sống, đàn dệt trật tự sức mạnh, càng là lan tràn khủng bố vô biên sinh mệnh tinh khí tuy rằng chỉ là đại đế một khối nhỏ trái tim, có thể xác thực thân thể huyết thống chi nguyên, giá trị của hắn không cách nào cân nhắc, đặc biệt đối với quét giác lão nhân mà nói quá quý trọng. Có thể giúp thân thể của hắn bù đắp hao tổn sức sống. Chuẩn trường sinh dược hao tổn cũng không nhỏ, nhưng là quét giác lão nhân trạng thái so với mấy chục năm trước khá hơn nhiều chỉ có điều thân thể khô héo quá nghiêm trọng, chuẩn trường sinh dược rất khó trợ giúp chuẩn đế bù đắp hao tổn khí huyết nhiều lắm ôm lấy cơ thể hắn. Đại trưởng lão trực tiếp lấy ra này một khối nhỏ trái tim mạnh mẽ luyện hóa đánh vào quét rác trái tim của ông lão bên trong. đùng quét rác lão nhân khô héo thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên trái tim của hắn như là một vòng bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt thân thể khô héo khí tức lập tức cường thịnh hơn vạn lần tình cảnh này để đạo lăng bọn họ kinh hỉ đại đế trái tim dĩ nhiên không chống cự tự chủ dung hợp đến chuẩn đế lão nhân trong cơ thể trái tim tồn tại đại đế oán khí bây giờ trở về đế thành oán khí tản đi tự chủ giao hòa đến trong cơ thể hắn so với ta dự đoán tốt hơn rất nhiều đại trưởng lão cười ha ha hắn có thể cảm giác được đại trưởng lão cơ thể bên trong sức sống phi thường dồi dào như vậy hắn thức tỉnh độ khả thi sẽ lại một lần nữa tăng lên mệnh hồn đăng đều hừng hực một ít đạo lăng cũng là kích động nhìn thấy lơ lửng không cố định mệnh hồn đăng đều hừng hực đứng dậy Chương 3079, đánh về phía tiên hỏa giới. Đại trưởng lão bọn họ rời đi trước, Đạo Lăng đứng ở trong viện, loạn tóc khoác vai, toàn bộ đạo chủ phủ trống rỗng, hắn ở hai giới giao chiến nơi. Cũng không có gặp phải Khổng Tước bọn họ. Cùng dị vực một trận chiến đầy đủ kéo dài cả ngày, Khổng Tước bọn họ nhất định sẽ được Đạo Lăng tin tức nhưng là hiện tại đạo chủ phủ vẫn là không có một bóng người, để đạo lăng nội tâm không khỏi cuốn lấy lên một tia bất an. Nhưng là vừa nãy đại trưởng lão nói rõ khổng tức bọn họ đều vô sự. Hắc bạch vô song vẫn ở phối hợp đạo chủ phủ, làm sao hiện tại người vẫn chưa về. Gâu gâu, trống rỗng đạo chủ phủ, ầm ầm gian truyền ra một trận lại một trận khuyển gọi một đầu đen thùi đại hắc cầu chui vào, để đạo lăng đầy mặt kinh hỉ, vội vã đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi cũng quá không chân chính, này vừa đi chính là đến mấy năm. Yên tĩnh đạo chủ phủ. Trực tiếp náo nhiệt đứng dậy, lục tục đi tới một đám người, vừa là kinh hỉ lại là oán giận, những năm này đạo chủ phủ cường giả quá đều quá khổ, vẫn sinh sống ở máu tanh mưa gió bên trong thương tuyệt hơi thở của bọn họ đều phi thường hung mãnh, so với mấy năm trước cường đại hơn, cơ thể bên trong mơ hồ phun trào một loại tạo ra vòm trời khí lực để đạo lăng thay đổi sắc mặt. Đây là đế cơ mơ hồ muốn tạo ra, cụ thể bước vào bước đi này đã rất gần. Đặc biệt thu quân quân, như là đứng ở hoàn toàn mơ hồ thái cổ tinh vực bên trong, lan tràn khủng bố khí thế của nàng ngọc thể bên trong mơ hồ có đế khí đang chảy xuôi, không nghi ngờ chút nào thu quân quân đã là triệt để luyện hóa đại đế mệnh phù, được đại đế truyền thừa. Nể mặt tinh không đạo chủng, ta liền không nói ngươi. Thu quân quân mắt sáng như sao tỏa sáng, bọn họ là từ vũ trụ sơn tới rồi, cho nên mới làm lỡ dòng dã một ngày, đối với dị vực một trận chiến bọn họ đã cũng biết. Cà ca ca đạo tiểu lăng dương nanh múa vuốt chạy tới hì hì cười nàng ngủ say đầy đủ mấy chục năm đạo lăng không nghĩ tới đạo tiểu lăng đều thức tỉnh thậm chí thể chất của nàng biến dị có chút đáng sợ đạo tiểu lăng cơ thể tựa hồ hóa thành một loại mơ hồ tiên thể cơ thể bên trong thai ngén mở mịt tiên vụ như là một đoàn trường sức mạnh của sự sống đang thiêu đốt đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh năm đó đế hải một trận chiến nếu không có đạo tiểu lăng đến đúng lúc hậu quả khó mà lường được đạo tiểu lăng hiện tại thể chất quá đặc thù đem đạo chủ phủ các cường giả trên người bệnh kín toàn bộ chữa trị hảo loại thể chất này coi như là vũ trụ sơn rất nhiều lão già đều nói không rõ ràng đạo lăng ca ca những năm này ngươi chạy đến nơi nào đi tới tại sao lâu như thế mới trở về Khổng tước tóc đen tung bay, mắt to lập lè vui sướng, từ lúc đạo tiểu lăng báo cho hắn đạo lăng còn sống sót tin tức, khổng tước ngày ngày chờ đợi. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Ta bị vây ở tiên thiên thần ma vùng cấm bên trong, những năm này để cho các ngươi lo lắng, ta cũng nghĩ trở về. Đáng tiếc căn bản không ra được. Đạo lăng xoa xoa khổng tước đầu, nhìn thấy bọn họ đều tường an vô sự, đạo lăng đầy mặt sự bất đắc dĩ mơ hồ phát hiện khổng tước trong cơ thể xây dựng ra một đầu bất tử tiên hoàng đây là sức mạnh vô thượng ở lan tràn đế cơ đã dưỡng xong rồi tiên thiên thần ma vùng cấm thương tuyệt bọn họ cũng biết đạo lăng trong thời gian ngắn không về được chỉ có điều này tiên thiên thần ma vùng cấm là cỡ nào bảo đĩa không trách đạo lăng khoảng thời gian này tăng lên nhanh như vậy nguyên lai bị trục xuất đến một cái trí bảo trong vũ trụ ngày đó tiền kỳ hung hiểm vạn phần, đạo lăng nếu là ngao không xuống. Phòng trừng hiện tại đều trở thành xác chết di động. Đây chính là hai đứa bé kia. Hai cái tiên thiên thần ma, không trách có thể đánh thắng trận chiến đầu tiên. Chiến lực đều nhanh vượt qua sư bá. Thương tuyệt không còn gì để nói. Thế này sao lại là trục xuất quả thực là bị ném tới một cái tuyệt thế bảo địa bên trong đạo lăng ngươi hai cái này đệ tử không kém chút nào tiểu tử một đám người quay chung quanh kim đồng ngọc nữ đánh giá xem kỹ hai thằng nhóc cũng không sợ người lạ đây chính là hai cái tiên thiên thần ma tiềm năng có thể so với trí tôn sinh linh tương lai thành tựu không phải chuyện nhỏ ta đại đệ tử chạy đi đâu đạo lăng khẽ nhíu mày chưa từng ở đây gặp phải tiểu tử đương nhiên tiểu lăng đem chúng ta mang đi, tiểu tử bọn họ không hề rời đi. Thu quân quân nói rằng, tiểu tử cùng tiên hoàng đều lưu lại. Còn có hỗn thanh nhã cùng tiên thiên đạo thể, rốt cuộc bọn họ bốn vị là hiện tại đạo chủ phủ mạnh nhất, lưu tại đế hải. Tình huống cụ thể vẫn chưa biết được. Tiểu tử cùng tiên hoàng mấy năm qua tiến bộ phi thường mãnh liệt, được lợi từ đại trưởng lão giúp đỡ, đã nuôi thành vô địch giả chiến lược. Rốt cuộc bọn họ chính là trí tôn sinh linh, cùng huyền vũ thánh thú không khác nhau chút nào, tương lai nhất định phải đi hướng trí cường con đường. hỗn độn nữ cùng tiên thiên đạo thể càng không cần nhiều lời, tiên thiên đạo thể cùng dị vực vốn là nợ máu, bọn họ lưu tại đế hải, hiện tại người ở nơi nào còn không rõ ràng lắm. Bất quá bốn đại cường giả liên thủ chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, coi như là tao ngộ muốn đỉnh phong cường giả cũng có thể chịu đựng đi. Đạo lăng thờ phào nhẹ nhõm. Bốn người bọn họ còn kém một cái kỳ ngộ, một cái ngộ ra trí cường đại đạo kỳ ngộ chỉ cần kỳ ngộ đầy đủ đủ để nhất phi trùng thiên cha hiện tại đều mạnh như vậy đạo lăng tiêu cung cung kính kính về đạo tiểu lăng lời nói nàng không nghĩ tới qua tử hiện tại đều kinh người như vậy rốt cuộc năm đó qua tử được đạo tộc cường giả tuyệt đỉnh truyền thừa tiến bộ cực kỳ nhanh ở vạn đạo giới thuộc về lĩnh quân cường giả một trong cho ta nói một chút những năm này các ngươi tao ngộ thánh vương hiện tại mạnh như thế nào Đạo Lăng hỏi dò, Thánh Vương là hắn túc địch, người này tuyệt đối sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào Đạo Lăng, nghĩ trăm phương ngàn kế thôn phệ bản nguyên của hắn. Đối với Thánh Vương lột xác, thu quân quân bọn họ cũng phi thường hoảng sợ, tổng thể tới nói quá nhanh, quá mãnh liệt, chiến lực ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh đứng ở thập vương cái trình độ này. Đạo Lăng suy đoán, nếu là Thánh Vương được bản nguyên của hắn, rất có thể có thể ngang ngửa với ma thiên giác cường giả loại này, thậm chí rất có thể sẽ đáng sợ hơn. Tiên hỏa giới, linh giới, thương khung giáo, Đạo Lăng trong con ngươi tỏa ra sát quang, những năm này có thể không chỉ là Thánh Vương hai người bọn họ đại cường giả, này mấy đại đạo thống cũng vẫn ở nhằm vào đạo chủ phủ. Thời không giáo, cũng dám nhúng tay đạo lăng đáy mắt triệt để tránh ra một đạo khủng bố sát quăng này mấy thế lực lớn cũng coi như đều là thế lực bá chủ nhưng là này thời không giáo còn không xưng được chỉ có điều là nắm giữ một khối thời không lệnh chúng ta chịu không ít thiệt lớn thời không lệnh rốt cuộc không phải đế binh không bị đế lộ chiến áp chế thương tuyệt cả giận nói nếu không có hư thiên nhi lúc thường giúp đỡ sợ là đạo chủ phủ tổn thất nặng nề hơn xem ra muốn đi đi một chuyến. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, hắn hiện tại nắm giữ cực đạo đồ, đủ để hò hét các đại giáo. Thế lực bá chủ cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hiện tại cửu tiệt thiên các nơi răng đèn kết hoa, lần này dị vực cuộc chiến có thể nói là một cái đại thắng chiến. Chỉ có điều có chút thế lực không an phận, đặc biệt thời không giáo, đạo chủ đã là trở về, mấy năm qua bọn họ vẫn đang đuổi giết đạo chủ phủ, đạo lăng há có thể sẽ giảng hòa. Ta phỏng chừng, đạo chủ nhất định sẽ ra tay, năm đó hỏa tộc vỡ diệt không cũng là bởi vì chuyện như vậy. Một vài người xem trò vui không chê sự lớn, hiện nay đạo chủ chiến công ngập trời kính ngưỡng hắn cường giả đếm không xuể, chỉ bằng vào một cái thời không giáo muốn cùng đạo chủ phủ hò hét, căn bản là không đáng chú ý, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Đạo chủ phủ trả thù dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Tình huống thế nào? Toàn bộ hỏa phần thiên đều đang run rẩy, vô tận cương vực đều ở sụp nứt, chư thiên đại đạo đều ở nổ vang vang vọng đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố vực ngoại tinh không hoàn toàn bị che lại ngàn tỷ lớp trật tự đại đạo đan sen vào nhau tràn ngập không thể nào tưởng tượng được cái thế khí thế cực đạo đồ trực tiếp bị quăng đi ra lấy tốc độ khủng khiếp đập về phía tiên hỏa giới làm cho cả tiên hỏa vực thế giới đều vặn vẹo đứng dậy ở tiên hỏa vực bên trong bế quan tiên hỏa giới cường giả đều ở kêu thảm thiết không ngăn được áp sát cực đạo lực lượng ẩm ầm mơ hồ có vực ngoại tinh không lan truyền mà đến sát âm đây là cực đạo đồ sức mạnh đang thức tỉnh khủng bố cực điểm nhanh như tia chớp đập về phía tiên hỏa vực làm cho cả tiên hỏa vực suýt nữa nổ tung chương 3080, đánh giết tam đại giáo tiên hỏa vực nhưng là tuyệt thế bảo địa, hỏa đạo tinh hoa vô tận, ở tiên hỏa giới lúc xuất thế, tiên hỏa vực đã bị bọn họ trưởng quản. Trong này thường thường có tiên hỏa giới đại nhân vật bế quan, càng có thế hệ tuổi trẻ anh kiệt tiêm tu. Nhưng là thời khắc này, toàn bộ tiên hỏa vực đều đang run rẩy vô tận cực đạo lực lượng nghiền ép mà xuống, rung động ầm ầm, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh ở thức tỉnh, muốn đánh vỡ toàn bộ tiên hỏa vực. Phốc Vài tôn tầng tám tôn chủ sắc mặt hoảng sợ, trốn đều không địa phương trốn, trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu, bọn họ không ngăn được cực đạo đồ cái thế sức mạnh. ầm 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 toàn bộ đạo đồ quấn quanh ngàn tỷ lớp trật tự lực lượng ầm 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 đè ép xuống bao phủ toàn bộ tiên hỏa giới hết thảy đều nứt toác nội bộ một tôn lại một tôn cường giả nổ tung bị cực đạo đồ sức mạnh nghiền ép biến thành cho tàn đây là một hồi đáng sợ biến cục trên trời dưới đất vắng lặng bị đánh vỡ nổ vang liên tục để phương xa cường giả trợn mắt ngoác mồm đạo đồ sức mạnh quá kinh thế hãi tục hừng hực thiêu đốt bạo phát phun trào vô cùng sức mạnh đập cho toàn bộ tiên hỏa vực đều đang run rẩy thậm chí đạo đồ nâng động mà lên ép về phía tiên hỏa giới đại môn trời ạ à, là ai đang ra tay dám tấn công tiên hỏa giới đại nhân vật đều kinh thế hãi tục bởi vì ra tay cường giả quá bá tuyệt lấy đế binh trực tiếp đập về phía tiên hỏa giới sơn môn vỡ diệt tiên hỏa giới trên trăm vị cường giả đây là cỡ nào khốc liệt rốt cuộc ở tiên hỏa giới môn đình bên cạnh hạ thủ lẽ nào là đạo chủ ra tay nhưng là không có lý do gì a à? đạo đồ này ta chưa từng gặp đạo chủ căn bản không có nắm giữ này một cái đế binh ta cảm giác liền là không phải đạo chủ cũng cùng đạo chủ có quan hệ mặc kệ có phải là đạo chủ ta đều xả được cơn giận những năm nay tiên hỏa giới cách làm quá bá tuyệt sớm đã có người nên trừng trị bọn họ hỏa phần thiên các thế lực lớn không người hướng về tiên hỏa giới năm gần đây tiên hỏa giới như là cái hấp huyết trùng để các đại giáo dâng lễ bọn họ căn bản không muốn tài nguyên chỉ cần các đại giáo dâng lễ tiên hỏa giới vô tận tài nguyên này cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào Tiên Hỏa giới cứng rắn tư thái đã sớm gây nên chúng nộ. Đếm không hết cường giả vỗ tay bảo hay, hiện tại Tiên Hỏa giới đại môn đều run rẩy theo. Là ai, gan to bằng trời đồ vật? Dám to gan tấn công ta Tiên Hỏa giới? Tiên Hỏa giới nội bộ lan truyền ra tiếng gầm gừ, ba tôn đại nhân vật liên thủ đánh tới, lấy ra Tam đại cổ khí, trực tiếp liền giết hướng ngoại giới. Những cường giả này mới vừa giết ra đến, liền triệt để tuyệt vọng, cực đạo đồ sức mạnh quá kinh thế hãi tục, ngàn tỷ lớp đạo ngân như là đại dương nộ dũng mà ra. Đem giết ra đến ba đại cường giả hòa mình cho tan. Đi rồi, làm sao bỏ chạy? Các đại giáo xem trò vui, hận không thể ra tay cường giả giết đi vào, trực tiếp đem tiên hỏa giới lật tung nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo đồ trực tiếp bỏ chạy biến mất không thấy hình bóng điều này làm cho bọn họ thở dài hoàn toàn chính là đầu voi đuôi chuột tuy rằng tiên hỏa giới tổn thất rất lớn nhưng là tiên hỏa giới gốc gác quá kinh người những tổn thất này vẫn là dao động bọn họ không được căn cơ đạo lang làm sao không nhân cơ hội giết đi vào thương tuyệt sửng sốt thời cơ này phi thường tốt nói không chắc có thể đánh tiên hỏa giới trọng thương bọn họ nhưng là trưởng quản hai đại đế binh nghe vậy đạo lăng lắc đầu nói không được tiên hỏa giới gốc gác sâu không lường được năm đó hầu ca cầm như ý kim cô bổng đều giết không đi vào chúng ta căn bản không có năng lực này trước tiên cho để bọn họ lưu điểm huyết đừng quên viêm tộc chuẩn đế năm đó đều kiêng kỵ tiên hỏa giới ai nếu là viêm tộc chuẩn đế còn ở là tốt rồi lấy cực đạo đồ sức mạnh có lẽ có thể cướp đi luyện tiên lô đạo lăng cũng tiếc hận viêm tộc chuẩn đế ở năm đó đạo lăng rời đi lúc hắn liền mang theo viêm mộng vũ rời khỏi nơi này hướng đi đạo lăng căn bản không biết thậm chí lăng yến cùng hỗn độn cổ tình cũng ra ngoài siêu tầm đạo lăng lúc nào trở về còn không biết bất quá hiện tại đạo lăng tin tức đã truyền đi, lăng yến bọn họ trở về cũng sắp rồi. Quãng thời gian trước hỗn độn cổ tỉnh càng là trở về một chuyến, ở vũ trụ sơn lấy đi đếm không hết chân bảo, hỗn độn cổ tỉnh ở trong vũ trụ mạo hiểm thời điểm phát hiện hắn một cái phân thân. Nằm ngang ở một cái vũ trụ vùng cấm bên trong, hiện tại phòng trừng đang tấn công vũ trụ này vùng cấm, nói không chắc hỗn độn cổ tỉnh có thể khôi phục toàn thịnh niên đại hơn nửa chiến lược tiên hỏa giới bị đánh lén tin tức như là mọc ra cánh giống nhau lan truyền ra ngoài gây nên cự sóng lớn ai cũng không nghĩ tới tiên hỏa giới là cái thứ nhất thậm chí bọn họ không biết ra tay người đến cùng là ai cũng có thể là đạo lăng mời tới quân đầy đủ sức lực bất luận làm sao chuyện này quá to lớn xúc động chư giáo ổ lên thời không giáo người chiếm được tin tức này vội vàng lan truyền ra ngoài hy vọng thời không giáo động tác nhanh lên một chút sớm ngày di chuyển tổ địa đạo chủ động thủ toàn bộ thương khung giáo tràn ngập ngập trời sát quăng mơ hồ có ngủ say đại nhân vật ở thức tỉnh thương khung giáo lão giáo chủ âm trầm nói Hoàng cái gì hoàng, hắn đạo chủ có mấy cái lá gan, dám to gan tấn công ta thương khung giáo. Thương khung giáo trong tộc tiên quang ngàn tỷ lớp phóng xạ, một khẩu tiên đỉnh chìm nổi ở bên trong. Phảng phất vũ trụ đại thế đang thiêu đốt, bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh cái thế thiên uy. Đây chính là tạo hóa thiên binh, thương khung tiên đỉnh bên trong. Tựa hồ cất giấu một cái thương khung vạn giới, hắn trình độ kinh khủng không cách nào phỏng đoán nhưng là thời khắc này thương khung tiên đỉnh chấn động đứng dậy, tựa hồ bị thức tỉnh. Bị một loại cực đoan khủng bố sức mạnh thức tỉnh, loại sức mạnh này chính đang thương khung giáo phụ cận lan tràn. Không, thương khung giáo bốn phía tài nguyên bảo địa đứng ngang. Đạo cung cắm rễ núi cổ bên trên, thương khung giáo sừng sững ở khu vực Hạch Tâm. Nhưng là hiện tại thương khung giáo phụ cận trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy bị một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh vặn vẹo, đây là một tấm khủng bố đạo đồ đang thức tỉnh. Bất tử thần Hoàng Trung là mạnh nhất sức phòng ngự trí bảo. Thế tiến công trên thua kém đế binh rất nhiều, nhưng là cực đạo đồ là cỡ nào bá tuyệt chính là cực đạo đại đế tế luyện mà thành trấn áp loại hình đế binh. Một khi bạo phát cực đạo thiên lực hố trời trấn áp đại thế. ầm 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 vô tận cương vực trầm luân, đếm không hết núi lớn núi cổ nổ tung, các loại đạo cung chôn vùi. Chuyện này quả thật chính là một loại tai nạn, cực đạo đồ sức mạnh từ bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà đến, lấy tốc độ đáng sợ vỡ diệt một triệu dặm non sông. Thương khung giáo bốn phía, trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ nơi, trên mặt đất máu chảy sông dài, thảm không nhẫn thấy. Đạo chủ thương khung giáo lão giáo chủ kém chút điên cuồng, đây là trần trụi làm mất mặt. Đạo lăng tuy rằng không có đem cực đạo đồ đánh về phía thương khung giáo, nhưng là diệt bọn hắn phụ cận tài nguyên, cỡ này thế lực bá chủ làm sao có thể chịu đựng được. Cho ta thức tỉnh thương khung tiên đỉnh, đánh xuyên qua đạo đồ. Thương khung giáo lão giáo chủ không cách nào nhịn được loại này sỉ nhục, trực tiếp liền muốn đánh ra tạo hóa thiên binh nhưng là đạo lăng đến cũng nhanh đi được cũng nhanh trước khi đi truyền ra lạnh lùng âm thanh thương khung giáo chờ bản tôn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chính là giáo này tiệt diệt ngay vô số đệ tử run lẩy bẩy hiện nay đạo chủ hung uy cuồn cuộn liền giết dị vực vô địch giả sức chiến đấu của hắn quá bá tuyệt thậm chí tìm hiểu ra hai đại trí cường đại đạo, hắn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất chính là một cái vấn đề thời gian, rất khả năng dùng không được 10 năm liền làm đến. Mơ hảo, đạo chủ ta thương khung giáo tất chảm ngươi, tạo hóa thiên binh ngươi cũng dám chọc thực sự là chán sống. Thương khung giáo lão giáo chủ giết gáo nhưng là thương khung giáo trên dưới đệ tử sợ run tim mất mật rất nhiều đệ tử bắt đầu sinh lùi giáo ý niệm nơi này quá hung hiểm không chắc ngày nào đó đạo chủ liền đánh tới rất đại tin tức tiên hỏa giới cùng thương khung giáo lần lượt bị tập kích các đại đạo thống chiếm được tin tức này tê cả ra đầu lẽ nào hiện tại đạo chủ đã có hò hét thế lực bá chủ gốc gác không thành Hắn chỉ có điều trưởng quản đế binh mà thôi, cảnh giới rốt cuộc chưa từng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Thời Không Lệnh, đạo lăng trong con ngươi tránh ra ánh sáng lạnh. Hắn chí ở Thời Không Lệnh, đoạn kiếm phải chăng là nghe đồn bên trong Cửu Kiếp Thiên Kiếm, được Thời Không Lệnh liền có thể biết. Chương 3081, tấn công thời không giáo tiên hỏa giới cùng thương khung giáo lần lượt bị tập kích, tất cả đã nói rõ, khẳng định là đạo chủ gây nên. Hắn nắm giữ đạo đồ, khẳng định là một khẩu đế binh. Cũng không biết đến cùng là đạo chủ trưởng quản, vẫn là những cường giả khác nắm giữ. Bất luận làm sao, đạo chủ khí thôn thiên hạ, chính là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Thế lực bá chủ thì lại làm sao? trưởng quản đế binh đạo chủ, đã là không sợ thiên hạ bất kỳ thế lực. Toàn bộ cửu tiệt thiên sôi trào một mảnh, hai chuyện này cũng không nhỏ. Liên lụy đến hai đại thế lực bá chủ, thậm chí ra tay vẫn là đạo chủ, ở dị vực trong trận chiến ấy liên tục đánh gục lục đại vô địch giả đạo chủ, không biết bao nhiêu tu sĩ kính ngưỡng. Các đại đỉnh cấp đạo thống tương đối chờ mong chính là, đạo chủ đến cùng có thể hay không giết hướng về cổ thiên đình năm gần đây cổ thiên đình chiếm cứ một ít bí địa như là một cái ẩn núp cự long ngẩng lên đầu lâu thế nhưng cổ thiên đình mạnh như thế nào ai cũng không biết các thế lực lớn cũng nghĩ biết được cổ thiên đình mạnh như thế nào thiên đế vẫn tuyên bố trùng kiến cổ thiên đình hắn nếu là không có gốc gác chắc chắn sẽ không thả ra bực này ngôn từ nói không chắc cổ thiên đình mới là ẩn giấu sâu nhất khủng bố thế lực người trong thiên hạ ánh mắt đều rời đi hướng về thời không giáo đáng tiếc để bọn họ tiếc hận chính là thời không giáo cách nơi này có chút xa xôi nghĩ muốn đi tới thời không giáo sợ là cần chừng mấy ngày thời gian đến thời điểm đại chiến phỏng chừng đều kết thúc đạo chủ tấn công thương khung giáo cùng tiên hỏa giới một vùng vũ trụ khu không người thời không khí tức mông lung, nơi này tựa hồ một cái thời không đại vòng xoáy, phần cuối khu vực cắm dễ thành mảnh thời không đại điện, lan tràn mênh mông vô tận thời không gợn sóng. Xem ra trí cao vô thượng, đạo chủ dĩ nhiên thật dám ra tay. Ai cho hắn lá gan dám to gan tấn công hai đại siêu cấp thế lực. Thời không giáo nội tâm đại nhân vật tâm thần không yên. Đây chính là hai đại thế lực bá chủ, nếu bọn họ lần lượt bị tập kích dưới một mục đích rất khả năng chính là thời không giáo. Đạo chủ trưởng quản một cái thần bí đạo đô. Ta cảm giác đạo chủ thế tới hung hăng, lần này đánh tới nhất định phải lập uy. Thời không giáo trên dưới đệ tử hoảng loạn, đạo chủ nếu là thật đánh tới. Thời không giáo có thể không có thể đỡ được hắn. Nói láo, ta thời không giáo há có thể là hầu tử không thành há có thể là hắn đạo chủ muốn lập uy liền lập uy thời không giáo đã dạy chủ phát ra âm lãnh âm thanh quả thực lời nói vô căn cứ ta thời không giáo gốc gác hùng hậu hắn đạo chủ một người mà thôi còn có thể lật trời hay sao bất quá thời không giáo cao tầng lo lắng lăng yến mấy vị này ra tay thậm chí viêm tộc chuẩn đế liệu sẽ có ra tay nếu như bọn họ tấn công thời không giáo thời không giáo tuyệt đối sẽ vỡ diệt vậy thì nhìn một chút, hôm nay này thời không giáo còn có thể hay không thể trường tồn hậu thế. Bỗng nhiên, toàn bộ thời không giáo lan truyền mà đến đinh tai nhức óc nổ vang, làm cho cả thời không giáo đệ tử tê cả ra đầu, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ che trời hình ảnh. Một tấm mênh mông vô bờ đạo đồ, che ngợp bầu trời nổ ép mà đến. Cực đạo đồ ngang qua vô tận tinh vực, đạo lăng đi bộ cất bước ở đạo đồ trên, tóc đen tung bay. Trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía, đang hướng về thời không giáo nhanh chân áp sát. Ha ha ha, được lắm đạo chủ, chỉ bằng vào ngươi một người. Dám tấn công ta thời không giáo? Thời không giáo giáo chủ nổi giận đùng đùng, con mắt đều giữ tận xuống, phẫn nộ quát, ngươi quả thực chính là gan to bằng trời. Này đế binh đến cùng cho ngươi bao nhiêu dũng khí? Mất đi thời không giáo đạo thống dũng khí, ngươi cảm thấy làm sao? cực đạo đồ che kín bầu trời, mông lung ngàn tỷ lớp đạo ngân. Đem đạo lăng tôn lên phảng phất một vị vạn đạo chi thần, hắn sừng sững ở trên vòm trời, bể nghễ vạn vực. Vô liêm sỉ, giết cho ta. Đập chết đạo chủ, toàn bộ thời không giáo vờn quanh ngập trời thời không khí lưu, quả thực mở ra năm tháng sông dài, một viên cổ điển thạch lệnh triệt để thức tỉnh cuồn cuộn ra vỡ thiên nước hải thời không sát khí lệnh mênh mông đại vũ trụ đều run dày theo cổ điển thạch lệnh cố nhiên không phải đế binh thế nhưng uy năng cực đoan khủng bố thậm chí nơi này chính là thời không giáo tổ điện trong này cắm dễ vô cùng vô tận thời không đại sát trận trong lúc nhất thời thương khung lúc sáng lúc tối Vĩ đại thời không khí lưu quét ngang bát hoang thập địa, nương theo thạch lệnh đang thức tỉnh, đây là một bộ đồ sộ hình ảnh, vũ trụ tinh không đều muốn đổi đường. Không thể tưởng tượng nổi thời không sức mạnh mãnh liệt mà lên. ầm 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 đạo đồ đều không chịu nổi rung động đứng dậy, quả thực cũng bị mãnh liệt tiệt thế thời không khí tức cho hất bay. Đây chính là một giáo lực lượng gốc gác, có thể nói diệt thế lực lượng ở bạo phát. Giết! đạo lăng hai mắt mở to, cực đạo đồ bỗng nhiên bốc cháy lên, đồ thể bên trên dần hiện ra ống ánh trói mắt đạo ngân, đây là một loại cực đạo lực lượng đang thức tỉnh. Quả thực như là ngủ say cổ đế đang thức tỉnh. Thời khắc này trời sập đất nứt, đạo lăng thức tỉnh cực đạo lực lượng, đánh toàn bộ thời không giáo tổ địa đều rung động đứng dậy. Ẩm ầm đạo lăng trực tiếp xoay chuyển cực đạo đồ hắn tựa hồ xoay chuyển ngàn tỷ lớp vũ trụ thúc đẩy cổ kim tương lai hướng về thời không giáo ép đi xem ra tuy rằng phi thường nhẹ chậm nhưng là lại làm cho cả thời không giáo muốn đổ nát không nói được đại sát trận đều ở nổ tung a à, liên miên thời không giáo đệ tử kêu thảm thiết bị cực đạo đồ thầm thấu vào sức mạnh nghiền thành nát tan, đây là một loại tuyệt thế chấn phong lực lượng bao phủ trên trời dưới đất, quay về thời không giáo toàn thể tiến hành nghiền ép. Làm sao có khả năng, đây là cái gì đế binh, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Thời không giáo cường giả tê cả da đầu, cả người tất cả đều là hơi lạnh, nổi da gà đều lên một thân. Bọn họ cảm giác thời không giáo toàn diện bị chấn áp lại, rất khó không ngăn được cực đạo đồ sức mạnh. Ha ha, hắn chính là đang tìm cái chết. Cho ta mở ra toàn bộ gốc gác. Thời không giáo lão giáo chủ đáy mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, một bộ không nhanh không chậm dáng dấp. Toàn bộ thời không giáo đều muốn thiêu đốt Tỏa ra khí tức càng mãnh liệt, tuy rằng thời không giáo rất khó chống đỡ được cực đạo đồ sức mạnh, thế nhưng có thể miễn cưỡng chống lại cực đạo đồ xâm lấn. Khi loại này đáng sợ va chạm kéo dài đến điểm giới hạn thời khắc, cực đạo đồ bên trên đứng đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, đây là diệt thế thiên hỏa dáng thế. Nhấn chìm rồi toàn bộ vũ trụ tinh không, mơ hồ có một tia mơ hồ trật tự gợn sóng ở hiện ra nhưng là này một tia mơ hồ trật tự gợn sóng, quả thực như là chư thiên cửu u trấn áp mà đến. Để đạo lăng thân thể run rẩy cũng bị nghiền thành xương máu. Phần tộc, đạo lăng hai mắt trợn trừng, hắn dùng hết khả năng thức tỉnh cực đạo đồ sức mạnh đánh tới đi. Nhưng là phần tộc lão tổ khí tức quá khủng bố, cực đạo đồ một ít sức mạnh rất khó thương phần tộc lão tổ, hắn dĩ nhiên chạm được chuẩn đế cảnh giới. Người cái này sâu phần tộc lão tổ từ trên trời giáng xuống toàn thân thần hỏa ngàn tỷ lớp thức tỉnh hơi thở của hắn có thể nói khủng bố tuyệt luân giơ lên một bàn tay hướng về đạo lăng đánh giết mấy năm trước tiên hỏa giới kém chút hủy diệt sạch viêm tộc đại năng bước vào chuẩn đế cảnh giới phần tộc lão tổ đều bị thương nặng thế nhưng phần tộc lão tổ cũng được đại kỳ ngộ noi theo viêm tộc chuẩn đế ở luyện tiên lô bên trong tọa quan kết quả hắn chạm được chuẩn đế cảnh giới Hơi thở của hắn quá mức tuyệt thế, thậm chí cầm luyện tiên lô mà đến, đem đạo lăng thân thể trực tiếp đốt thành một mảnh cho tàn. Chết rồi, đạo chủ chết đi. Thời không giáo trên dưới đều có chút khó mà tin nổi. Đạo chủ dĩ nhiên liền như vậy chết đi, điều này làm cho bọn họ kích động như điên, từng cái từng cái gào thét đứng dậy, ha ha ha, đạo chủ chết đi. Bị đốt thành cho tàn nhưng là phần tộc lão tổ sắc mặt âm trầm lại cực đạo đồ sức mạnh y nguyên tồn tại ở trấn áp thời không giáo này bốn phía bát hoang trong nháy mắt ngang qua ra mấy chục tôn cường giả đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu dám tính toán lão phu phần tộc lão tổ sắc mặt mơ hồ có chút dữ tợn hắn cường giả loại này lại bị tính toán vừa nãy hắn thiêu chết chỉ có điều là đạo lăng một cái hóa thân hóa thân bị diệt, đạo lăng xác thực nguyên khí tổn thất lớn, bất quá hắn chuẩn bị đầy đủ. Loại này hao tổn căn bản không làm khó được hắn, hắn nhìn chằm chằm phân tộc lão tổ nói rằng, lão gia hỏa, người một đường theo tới, cam lòng ra tay. Một đôi tiên mục thức tỉnh, thông thiên nhãn quả thực muốn soi sáng cổ kim tương lai, có thể phát hiện hắn nhờ có tại uyển phong tiên thiên thông thiên nhãn, bằng không thật phải bị thiệt thói.